hầu rồi, thực quản rồi, chúng ta sẽ đi tiếp với phần còn lại của hệ tiêu hóa này. Như vậy chúng ta có cái bài tiếp theo đó là dạ dày. Đây thì cái em thấy dạ dày là gì? Đấy, dạ dày là một phần của hệ thống ống tiêu hóa. Như vậy chúng ta vừa trước vừa là nói rồi, đại khái về hệ tiêu hóa thì chúng ta có về hệ tiêu hóa sẽ gồm có hồ miệng này, hầu này, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và các cơ quan nằm trên đường đi của nó, ví dụ gan như là các tuyến bò, tuyến tụy vân. Thì trong tất cả những cơ quan đó thì đối với thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, người ta gọi gọi chúng là hệ thống ống tiêu hóa. Thì sao? Vì thế đó là cái hệ thống ống kín để có chức năng dẫn dẫn thức ăn, đó là một hệ thống ống để có chức năng dẫn thức ăn. Và đặc điểm cấu tạo của hệ thống ống tiêu hóa khi nào cũng cấu tạo gồm 5 lớp, đi từ trong ra ngoài, đi từ lớp niêm mạc cho tới tận dưới niêm mạc, rồi lớp cơ, lớp dưới thanh mạc và ngoài cùng là lớp lớp thanh mạc. Thì dạ dày như vậy, dạ dày người ta mô tả đây là một đoạn phình to thác của ống tiêu hóa, nghe thấy không? Đây thực tế xuống này, từ thực quản xuống tự nhiên có một đoạn phình to ra, thì đấy chính là dạ dày. Và người ta mô tả dạ dày là một đoạn phình to của hệ thống ống tiêu hóa. Nối giữa cái gì? Nối giữa thực quản ở bên trên này và tá tràng ở bên dưới. Hay nói là nó nối giữa thực quản bên trên và dạ dày ở bên, xin lỗi, thực quản bên trên và ruột non ở bên dưới. Tại vì sao? Tại vì tá tràng này là một cái phần ruột non. Đấy. Cho nên kẻ có thể nói dạ dày là phần nối giữa thực quản và tá tràng, hoặc là phần nối giữa thực quản và ruột non. Thì dạ dày nằm ở chỗ nào? Đây, các thấy dạ dày được không? Nó sẽ nằm ở tầng trên của mạc treo kết tràng ngang. Chúng ta có một cái kết tràng ở đây gọi là kết tràng ngang. Thì kết tràng ngang này chỉ ở gồm hai tầng, trên này là tầng trên và phía dưới này là tầng dưới. Thì dạ dày này là một cái tràng nằm ở tầng trên của mạc treo kết tràng ngang. Ở chỗ nào? Ở vùng thượng vị, ở trong vùng thượng vị và ô dưới hoành bên trái. Thế mà chúng ta cái ô vuông chúng ta sẽ chia làm chín vùng, đã thấy không? Nó được chia làm chín vùng. Trong đó vùng đấy thường ô dưới hoành phải, đây là ô thượng vị, ô dưới hoành trái. Và dạ dày là chỉ nằm ở ô thượng vị và ô dưới hoành ở bên trái. Đó, như vậy đó là dạ dày. Dạ dày như thế nào? Ở phía trên này thì dạ dày nó sẽ nối với thực quản, nó có một lỗ, nó gọi là lỗ tấm vị. Còn bên dưới nó sẽ nối với tá tràng, không có một lỗ khác, người ta gọi là lỗ mô vị. Độ mô vị. Đó, đây là vị trí của dạ dày khi nó nằm bên trong ổ bụng sẽ như vậy. Đây là hình ảnh khi người ta cả đã cắt cả cơ của thành thành ngực, cả cơ của thành bụng trước bên, các em thấy cái liên quan của dạ dày. Thì vị trí của dạ dày sẽ như vậy. Đây là hình ảnh dạ dày khi các em nội soi vào trong ổ bụng, đó, nó sẽ nằm như thế này đó. Đây là gan này, đây là dạ dày và đây là cái mạc nối lớn ở bên dưới. Thì hình thể ngoài dạ dày như thế nào? Người ta mô tả dạ dày là một cấu trúc nội gồm có hai thành, gồm có hai thành. Khi các em nhìn từ trước tới, đây là chính là thành trước dạ dày và đối diện với thành trước đó là thành sau. Ngoài hai thành thì dạ dày là có hai hai bờ, đó là bờ cống vị bé hả? Và bờ cống vị lớn, hoặc các em có thể nói là bờ cống vị nhỏ, bờ cống vị lớn. Đó. Chúng ta có hai bờ, đó là bờ cống vị lớn ở bên trái và bơi có vị bé hoặc là bơi có vị nhỏ ở bên phải. Thì từ trên xuống dưới dạ dày này là nó sẽ được chia làm các phần. Từ trên xuống dưới dạ dày này sẽ được chia làm các phần, đó là gì? Thứ nhất là vùng tấm vị. Đó. Vùng tấm vị là một cái vùng nó có diện tích khoảng 3 đến 4 cm vuông. Các thể đây là cái vùng tấm vị này, là một cái vùng có diện tích từ 3 đến 4 cm vuông. Và ở giữa ở vùng tấm vị này có một cái lỗ, lỗ đó người ta gọi là lỗ tấm vị để làm gì? Để thông thương giữa thực quản đoạn bụng và dạ dày. Tuy nhiên có một đặc điểm đó là lỗ tấm vị này không có van, hả? Nó không phải không có một cái van mà chỉ là một cái nếp niêm mạc ngăn cách giữa thực quản và dạ dày. Nó chỉ là một cái nếp niêm mạc để ngăn cách giữa thực quản và dạ dày. Thì nếu nó chỉ là một điểm niêm mạc thì nó sẽ xảy ra hiện tượng gì? Nó giúp rất dễ trào ngược thức ăn từ dạ dày đi lên thực quản. À, nó giúp rất dễ trào ngược thức ăn từ dạ dày đi lên thực quản. Bởi vì nó chỉ là một điểm niêm mạc thôi.
nó không phải là cái hệ thống ban, không phải là hệ thống cơ ở đó. Thì theo bọn em, cái cơ chế gì, cái cấu trúc gì nó sẽ tạo nên một cái vòng thắt ở chỗ đó để cảm nhận thức ăn nó trào ngược từ dạ dày lên thực quản này. À, cái cơ quan gì nó sẽ tham gia vào cơ chế trọng trào ngược thức ăn từ dạ dày lên thực quản? Xuống thần kinh. Các bạn nào biết không? Thế là cơ chế gì? Đó là cấu trúc gì? Dạ thầy, là cơ hoàn. Đúng rồi, cơ hoàn. Như vậy cơ hoàn đó chính là lỗ thực quản ở cơ hoàn. Các em nhớ khi thực quản có một chuỗi có cơ hoàn, à, thì nó chuỗi có lỗ thực quản cơ hoàn, và chính cái lỗ đó, cái lỗ của cơ hoàn đó, nó sẽ đóng vai trò giống như một cơ chế trọng trào ngược, à, và trọng trào ngược thức ăn từ dạ dày đến lên thực quản. Đó là vùng đầu tiên, người ta gọi là vùng tâm vị. Thứ hai là đại vị. Đại vị là gì? Đại vị là một cái phần cao nhất của dạ dày, kể này không? Nó nằm cao nhất của dạ dày và nằm nó ngắn cách với thực quản. À, nó nằm ngắn cách với thực quản bởi một cái huyết, người ta gọi là huyết tâm vị. Thì cái đại vị này là phần nằm ở bên trái của thực quản, ngắn cách với thực quản bởi một cái huyết gọi là huyết tâm vị. Bình thường đại vị này là phần chứa không khí là chủ yếu, và trên một phim trình X quang thì cái phần đại vị này là sẽ sáng lên trên phim X quang, là một trong những đặc điểm để ta nhận biết được phim X quang đó bên phải hay là bên trái. Đó là đại vị. Tiếp xuống nữa chúng ta có thân vị. Thân vị là gì? Thân vị là một cấu trúc của dạng hình ống nối tiếp với đại vị ở bên trên, à, nối tiếp đáy ở phía dưới của đại vị. Thì cái thân vị này là được giới hạn bởi hai mặt phẳng. Mặt phẳng thứ nhất là mặt phẳng đi ngang qua huyệt tâm vị. Đây, mặt phẳng này là mặt phẳng đi ngang qua huyệt tâm vị. Và mặt phẳng bên dưới là mặt phẳng đi ngang qua huyệt góc của bờ cống vị bẹ dạ dày. Chứ vậy các thể bờ cống vị bẹ dạ dày là có một huyệt, và một mặt phẳng đi ngang qua huyệt góc này là giới hạn dưới của thân vị. Đó. Chứ vậy thân vị giống như dạ dày vậy, cũng là một cấu trúc nó gồm có hai thành, hai bờ, đó là bờ cống vị bé và bờ cống vị lớn. Nối tiếp ngay phía dưới thân vị đó là phần muốn vị. Phần muốn vị các em thấy nó sẽ nối tiếp vào thân vị ở bên trên và nó sẽ thu hẹp lại giống như cái phiểu vậy. Trong đó phần muốn vị sẽ được chia làm hai phần, đó là háng muốn vị và ống muốn vị. Đó, phần muốn vị sẽ được chia làm hai phần, đó là háng muốn vị và ống muốn vị. Ống muốn vị nó sẽ thu hẹp lại và đổ vào một cái cấu trúc người ta gọi là muốn vị, gọi là muốn vị. Thì muốn vị nó nằm chỗ nào? Muốn vị là một cấu trúc nằm bên phải của đột sống thắt lưng thứ nhất. Muốn vị nó sẽ nằm ở bên phải của đột sống thắt lưng thứ nhất. Ở giữa muốn vị đó nó có một cơ, hả? Được gọi là cơ thắt muốn vị. Ở giữa muốn vị nó có một cái lỗ gọi là lỗ muốn vị, và xung quanh lỗ muốn vị đó hệ thống cơ vòng của dạ dày nó rất phát triển, tạo nên hệ thống cơ thắt, cơ vòng tạo thành hệ thống cơ thắt để làm gì? Để chống trào ngược thức ăn từ tả tràng đi lên dạ dày, hoặc trào ngược thức ăn từ ruột non đi lên dạ dày. Thế vậy các em nhớ, xung quanh lỗ tâm vị sẽ không có các cơ, không có cái hệ thống van, nhưng muốn vị này sẽ có cái cơ thắt muốn vị đóng vai trò là cơ chế chống trào ngược và chống trào ngược lên. Ở đó hình thể bên ngoài của dạ dày nó sẽ như vậy. Đây, cái này đây là một phim X quang, à, tức là có hai hình ảnh sáng của hai lạc phổi nằm ở hai bên, có hình ảnh của cung động mạch chủ, cung động mạch phổi và hình ảnh của bọng hơi dạ dày ở đây. Các thấy không? Hình ảnh bọng hơi dạ dày nó sẽ sáng lên trên phim X quang, à, và nhìn phim X quang này chúng ta biết được bên này là bên trái và bên này là bên phải. Đó, bên trái bên phải. Đó, như vậy từ đường chưa chúng ta có hai cái đặc điểm nhận biết phim X quang. Thứ nhất là bóng tim, bóng tim nó sẽ lệch sang bên trái của lồng ngực, và thứ hai bóng hơi dạ dày nó sẽ nằm ở bên trái ngay phía dưới của vòng phân trái. Đó là như vậy về mặt liên quan dạ dày. Liên quan dạ dày thì cái thể dạ dày này nó sẽ liên quan với các cấu trúc lớn cần, liên quan ở thành trước, thành sau và các bờ của dạ dày.
Cái mà thanh trưởng ở dạ dày này, thanh trưởng dạ dày nó chỉ làm hai tầng, tầng ngực phía trên và tầng bụng ở phía dưới, liên quan về các cơ, các cấu trúc ở thanh ngực ở phía trên và liên quan về các cấu trúc ở bụng ở phía dưới. Các cấu trúc ở phía ngực ở phía trên thì dạ dày nó sẽ liên quan với cơ hoành. Cơ hoành có cái cơ hoành, tức là có cái cơ hoành trái đó, thì dạ dày nó sẽ liên quan với phổi và màng phổi trái, tim và màng ngoài tim. Như vậy có cơ hoành hay là có vòm hoành trái, cơ hoành xin lỗi dạ dày nó sẽ liên quan với phổi, màng phổi trái, tim và màng ngoài tim. Và các em thấy ở đây này, dạ dày nó nằm trong một cái góc giới hạn bởi ba thành phần. Thứ nhất là bờ dưới của gan, thứ hai là vòm hoành trái, và thứ ba là rễ của mạc treo của tràng ngang. Nó nằm trong một cái góc tam giác được giới hạn bởi ba là thành phần đó. Còn ở thành bụng phía trước thì dạ dày này nó liên quan chủ yếu về các cơ của thành bụng, và ở đây nó có về một phần thủy trại của gan nó lắp vào mặt trước của dạ dày. Cái này không, đây là thủy phải của gan này, đây là thủy trại của gan, thì mình sẽ nhắc lại, nó sẽ lắp vào thành trước của dạ dày. Thành sáu dạ dày thì các em thấy nó liên quan như thế nào? Các em thấy đây là dạ dày này, người ta lật lên cho các em thấy. Như vậy thành sáu dạ dày thì tùy theo từng vùng nó sẽ liên quan khác nhau, nó sẽ liên quan khác nhau. Phần đại vị và tấm vị ở bên trên này thì nó nằm trên chuồng trại cơ hoành. Cơ hoành các em đã học rồi, chúng ta sẽ có hai cái trụ, đó là trụ phải và trụ trại cơ hoành. Đó là hai cái trụ để cơ hoành nó bám vào thân của các đốt sống thắt lưng. Và chính cái phần đại vị, phần đại vị và phần tấm vị đó nó sẽ nằm ở lên trên trụ trại cơ hoành. Đây, đây chính là trụ trại cơ hoành. Cái thứ hai đối với phần thân vị này thì như thế nào? Cái về thân thân vị này thì có cái hậu cung mạch nối, nó sẽ liên quan với tùy, đặc biệt là đuôi tùy và các mạch máu lớn nằm ở ruộng lách. Đây, chúng ta có rất nhiều mạch máu nằm ở ruộng lách này, thì chúng ta sẽ đề cập đến cái này. Cái thứ hai đó là thần và tuyến thượng thần trái nằm ở đây luôn. Đây, sáu này sẽ là có thần và tuyến thượng thần trái. Đối với phân bốn vị, phân ống bốn vị thì nó nằm tựa lên trên mạch treo để tràng ngang. Tức là nếu các em lật xuống thì nó nằm đến chỗ này này, nằm tựa lên trên mặt trên của mặt treo cái tràng ngang, và có đó nó liên quan với các gốc tạo tràng và các quai thuộc non. Có đó nó sẽ liên quan với gốc tạo tràng và các quai thuộc non. Đó là liên quan ở thành sáu của dạ dày. Đối với các bơ thì như thế nào? Đây, các em thấy đấy là thiệt đồ người ta cắt ngang qua cơ thể này. Thì có hầu có mặt bộ, các em thấy nó liên quan về tùy này. Sau này là thần, đúng không? Và các mạch máu nằm ở ruộng lách ở đây. Đó. Đối với bơ cống vị bé, chúng ta có hai cái bơ. Bơ cống vị bé và bơ cống vị lớn. Ở bơ cống vị bé dạ dày là có một cái mạch nối bám vào. Đây, chúng ta sẽ có một cái mạch nối đi từ bơ cống vị bé dạ dày cho tới ngang. Cái này gọi là mạch nối nhỏ, gọi là mạch nối nhỏ. Và có cái mạch nối nhỏ này thì bơ cống vị bé dạ dày nó sẽ liên quan với động mạch trụ bụng, động mạch thân tàn và đạm đuôi tàn. Có bơ cống vị bé dạ dày nó sẽ liên quan với các mạch máu lớn nằm ở thanh bụng sau, đó là động mạch trụ bụng, động mạch thân tàn và đạm đuôi tàn. Đối với bơ cống vị lớn thì như thế nào? Cái này bơ cống vị lớn dạ dày, đây nó sẽ có một cái mạch nối đồng bám vào, đó là mạch nối lớn. Tuy nhiên ở đây nó chia làm nhiều đoạn. Thứ nhất là phần đại vị, đại vị cái này nó sẽ áp sát vào vòng hoành trái và liên quan với lách. Đây, phần mà cái phần người ta đã cắt đi rồi, nó áp sát ngay phía dưới vòng hoành trái liên quan với lách. Thứ hai là cái đoạn này này, cái đoạn này nó đoạn là đoạn có dây chằng hay mạch nối vị lách bám vào. Mạch nối vị lách tức là mạch nối nó đi từ dạ dày cho tới lách, người ta gọi là mạch nối vị lách. Cái này có cái mạch nối ngắn đây không? Này. Và thứ ba cái đoạn ở giữa này là đoạn có mạch nối lớn chứa vòng động mạch bơ cống vị lớn nó bám vào. Đó, đây là nơi có mạch nối lớn nó bám vào ở bơ cống vị lớn dạ dày. Đó là hai cái bơ, bơ cống vị lớn, bơ cống vị bé. Phần liên quan này trong việc trên người em không khó, em về đọc thêm.
Như vậy các anh thấy, đấy chính là bờ cong vĩ lớn này, đây là bờ cong vĩ mẹ này, đó là thiệt đồ mà ta thấy không? Các anh thấy đấy chính là cái phần bờ cong vĩ mẹ này, có mặt của nhỏ là bám vào, đó. Và sau này đi có về các mặt màu lớn nằm ở phía sau. Ở bờ cong vĩ lớn thì như thế nào? Các anh thấy phần đại vĩ bên trên không? Thì nó nằm lên trên trụ trại cơ hoạch, xin lỗi, nó nằm từ lên trên cái vòng hoành trái, đó, nó nằm ngay phía dưới vòng hoành trái. Phần này là phần có dế chăn hay mặt nội vi đất nó bám vào, và phần bên dưới này là phần có mặt nội lớn nó bám vào. Về cấu tạo của dạ dày thì dạ dày này là một phần của hệ thống ống tiêu hóa, thì các anh thấy nó có đầy đủ 5 lớp của cái hệ thống ống tiêu hóa đó. Đó là lớp ngoài cùng là lớp thánh mạc, đấy chính là lớp phúc mặt tạng bao phủ bao bọc dạ dày. Tầm thứ hai là tầm dưới thánh mạc, tầm dưới thánh mạc. Lớp thứ ba là lớp cơ, lớp thứ tư là tầm dưới niêm mạc, và trong cùng là lớp niêm mạc. Trong cùng của dạ dày là lớp niêm mạc. Đặc biệt các anh thấy cái trên bề mặt niêm mạc nó nổi lên rất nhiều các nụm con, và mỗi nụm như vậy người ta gọi là một vùng dạ dày. Trên mỗi nụm như vậy có nhiều, mỗi nụm có là một vùng dạ dày, và trên bề mặt của nụm có nhiều hố dạ dày là ống tiết. Ống tiết thì dạ dày, cái niêm mạc dạ dày này có chức năng gì? Cái thể dạ dày này là một cái niêm mạc dạ dày, là một cái vùng niêm mạc nó chứa rất nhiều các tuyến dạ dày, nó tiết ra nhiều loại các chất khác nhau. Thứ nhất, vừa những cái chất có chức năng bảo vệ cho dạ dày, ví dụ như là các chất nhầy. Và thứ hai là những chất nó góp phần vào việc quá trình tiêu hóa thức ăn như axit chlorhydric, pepsinogen, vừa là những cái chất trung gian hoặc là nội tiết, ví dụ như là gastrin, như là histamine, và yếu tố nội giúp hấp thu vitamin B12. Đặc biệt các anh thấy phần lớn vitamin B12 của cơ thể đã được sẽ hấp thu ở phần dạ dày này, ở lớp dạ dày. Cho nên những trường hợp nào bệnh nhân bị cắt dạ dày thì người ta thường bổ sung thêm vitamin B12 cho bệnh nhân. Bởi vì cắt dạ dày thì cái phần cái niêm mạc hấp thu vitamin B12 đó nó mất đi, nó giảm đi, thì người ta phải bổ sung thêm. Bởi vì nó mất đến cái yếu tố nội để hấp thu vitamin B12 cho cơ thể. Ở đây cái thể là lớp cơ dạ dày này. Thì khi cái thể dạ dày là gì? Dạ dày là một cơ quan, là một cái phần của ống tiêu hóa. Có chức năng gì? Thứ nhất, nó sẽ có bọt. Cả cơ của dạ dày nó sẽ có bọt rất là nhiều để nhào tồn thức ăn, để đào thức ăn, nhào tồn thức ăn với các chất tiêu hóa do các tuyến tiêu hóa nó tiết ra. Các tuyến dạ dày nó tiết ra, các tuyến từ ở tuyến đầu miệng đi xuống vẫn còn đó, và nó có chức năng nhào tồn thức ăn. Cho nên hệ thống cơ của dạ dày nó rất là phát triển. Cái này đối với các hệ thống ống tiêu hóa, lập cơ chỉ có hai tầng cơ, trong đó tầng cơ dọc ở bên ngoài và tầng cơ vòng ở bên trong. Nhưng mà đối với dạ dày, cái này chúng ta sẽ có ba cái lập cơ, trong đó lập cơ dọc ở bên ngoài, lập cơ vòng ở giữa, và trong cùng chúng ta sẽ có lập cơ chéo. Ở trong cùng chúng ta sẽ có lập cơ chéo. Đặc biệt ở phần mô vị, cả cơ vòng nó rất là phát triển, tạo thành hệ thống cơ ở đây, người ta gọi là cơ thắt mô vị. Các bạn thấy không? Đấy chính là cơ thắt mô vị này. Nó bao xung quanh cái lồng lộ mô vị, và nó đóng vai trò giống như một cái van để chống trào ngược thức ăn từ tả tràng đi lên dạ dày. Nó chống trào ngược thức ăn từ tả tràng đi lên dạ dày. Như vậy dạ dày sẽ được cấu tạo gồm năm lớp như vậy. Về mạch máu cấp máu cho dạ dày thì ở đây các em thấy mạch máu cấp máu cho dạ dày này sẽ biết thế nào? Chúng ta sẽ có cái hai cái vòng động mạch, hai cái vòng động mạch cấp máu cho hai cái bờ của dạ dày, đó là vòng động mạch bờ cống vị bé và vòng động mạch bờ cống vị lớn. Vòng động mạch bờ cống vị bé thì chúng ta có bộ mạch vị phải, bộ mạch vị trái. Vòng mạch bờ cống vị lớn thì chúng ta có bộ mạch vị mạc nối phải, bộ mạch vị mạc nối trái. Khi nó tới bộ mạch thì nó sẽ bao gồm có động mạch và tĩnh mạch ở bên trong. Cái nhớ, khi chúng ta nói bộ mạch thì nó sẽ bao gồm cả động mạch, cả tĩnh mạch. Ngoài hai cái vòng động mạch đó ra, chúng ta còn có những cái động mạch vị nhánh. Các động mạch cấp nó cái vùng đại vị và tấm vị, ví dụ các nhánh thực quản, các động mạch đại vị sau và các động mạch khoanh dưới trái. Động mạch đại vị sau
và tự động mạch khoanh dưới trái. Chúng ta sẽ đi vào từng cái vòng này. Thứ nhất, đây. Cái này chúng ta có cái động mạch đây không? Động mạch lớn 5,6 hay là động mạch gì đây? À, cái này động mạch lớn 5,6 không? Nó chui qua một cái lỗ của cơ hoành. Đây là trụ phải cơ hoành này. Đây là trụ trái cơ hoành. Động mạch này gọi là động mạch trụ bụng. À, động mạch trụ bụng ngang mức đục sống thắt lưng thứ nhất thì nó cho ra cái động mạch này rất là lớn, gọi là động mạch thân tàng. Cái này gọi là động mạch thân tàng. Động mạch thân tàng này nó sẽ cho ra ba nhánh bên. Cái nhớ động mạch thân tàng này nó sẽ cho ra ba nhánh bên. Thứ nhất là động mạch vị trái. Đây, một nhánh quặt ngược lên trên gọi là động mạch vị trái. Thứ hai, nhánh này đi ra chạy ở bờ trên của tùy gọi là động mạch lách. Động mạch lách. Và một nhánh chạy đi ra về phía bên phải, động mạch này gọi là động mạch gắng chung. Động mạch gắng chung. Như vậy động mạch thân tàng chia làm ba nhánh: động mạch vị trái, động mạch lách và động mạch gắng chung. Được chưa? Động mạch gắng chung này khi chạy tới bờ trái của tĩnh mạch cửa thì chia làm hai nhánh. Một nhánh chạy đi xuống này gọi là động mạch vị tả can. À, nhánh này, nhánh số 7 là động mạch vị tả can. Và một nhánh đi lên này gọi là động mạch gan riêng. Gọi là động mạch gan riêng. Từ động mạch gan riêng này nó sẽ cho một nhánh đi ra tới bờ cống vị bẻ dạ dày. Nhánh này gọi là động mạch vị phải. Động mạch vị phải. Như vậy đầu tiên chúng ta có cái vòng động mạch bờ cống vị bẻ trước. Thì vòng động mạch bờ cống vị bẻ này nó gồm có hai cái động mạch hợp lại với nhau tạo nên. Thứ nhất là động mạch vị trái. Đây, xuất phát từ động mạch thân tàng. Và thứ hai là động mạch vị phải, xuất phát từ động mạch gan riêng. Đó, hai cái động mạch này khi chạy tới bờ cống vị bẻ dạ dày thì nó chia làm hai nhánh. Chạy giữa hai lá của mạch nối nhỏ và nối với nhau, tạo thành vòng động mạch bờ cống vị bẻ. Tạo thành vòng động mạch bờ cống vị bẻ. Cái thứ hai, vòng động mạch bờ cống vị lớn thì như thế nào? Vòng động mạch bờ cống vị lớn này nó do hai cái động mạch hợp lại với nhau tạo nên. Thứ nhất, đó là động mạch vị mạc nối phải. Đây, động mạch vị mạc nối phải là một nhánh xuất phát từ động mạch vị tả can. Động mạch vị mạc nối phải xuất phát từ động mạch vị tả can. Và động mạch vị mạc nối trái xuất phát từ động mạch lách hoặc là các động mạch vị ngắn. Động mạch lách hoặc là các động mạch vị ngắn. Và hai cái động mạch này nó sẽ nối với nhau giữa chạy giữa hai lá của mạch nối lớn của dạ dày. Nó sẽ nối với nhau. Và trên đường đi kể này này, động mạch vị mạc nối phải này nó sẽ cho các nhánh để cấp máu cho phần bốn vị. À, cấp máu cho phần thân vị và một nhánh đi xuống dưới này để cấp máu cho mạch nối lớn gọi là các nhánh mạch nối. Các nhánh mạch nối. Như vậy, đó là hai cái vòng động mạch bờ cống vị lớn và bờ cống vị bé. Đi kèm với động mạch chúng ta sẽ có các hệ thống tĩnh mạch đi kèm. Đây. Đi kèm động mạch vị trái có tĩnh mạch vị trái. Đi kèm với động mạch vị phải có tĩnh mạch vị phải. Và các em thấy cả hai tĩnh mạch vị phải và vị trái này đều đổ về tĩnh mạch cửa. Các em chú ý là tĩnh mạch vị phải, vị trái đều đổ về tĩnh mạch cửa. Trong đó tĩnh mạch vị mạc nối phải thì đổ về tĩnh mạch mạc treo càng trên. Tĩnh mạch vị mạc nối trái thì là đổ về tĩnh mạch lách. Đó là hai cái vòng động mạch. Ngoài ra thì dạ dày này còn được cấp máu bởi cái gì? Các động mạch vị ngắn. Các em thấy không? Chúng ta có những cái động mạch này là các động mạch vị ngắn này. Cái động mạch vị ngắn này nó xuất phát từ động mạch lách. Các động mạch vị ngắn là những nhánh xuất phát từ động mạch lách. Chừng 5 đến 6 nhánh chạy qua mạch nối vị lách để cấp máu cho bờ cống vị lớn dạ dày. Ngoài ra, phần đại vị và tấm vị còn được cấp máu bởi cái gì? Thứ nhất, các em có một động mạch này không? Động mạch này là một động mạch xuất phát từ động mạch lách chạy ở mặt sau của phần đại vị, gọi là động mạch đại vị sau.
động mạch đại vì sao? Cái thứ hai, các động mạch thực quản xuất phát từ động mạch vị trái, cấp quản các thực quản bao gồm tâm vị. Và ngoài ra chúng ta còn có nhánh động mạch khoanh dưới trái cho nhánh đến mặt sau của tâm vị. Đây, đây là động mạch khoanh dưới này, khoanh dưới trái, bên đây là động mạch khoanh dưới phải. Như vậy đây là động mạch khoanh dưới trái đi tới cấp máu cho mặt sau của phần tâm vị. Đó là các hệ thống mạch máu của dạ dày nó sẽ như vậy. Về thần kinh của dạ dày, thì dạ dày được chi phối bởi hai thân thần kinh, đó là thân thần kinh lăng thang trước và sau thuộc hệ đuôi giáo cảm, và những sợi thần kinh thuộc tạng nội tạng thuộc hệ giáo cảm. Như vậy chúng ta sẽ có dạ dày được chi phối bởi hệ thần kinh tự chủ, và bởi dạ dày sẽ được nhắc đến hệ thần kinh tự chủ lại. Chúng ta có hai thân thần kinh này, cái hệ thân thần kinh lăng thang trước và thân thần kinh lăng thang sau, đi ở phía trước và phía sau của thực quản để đi xuống dạ dày, và nó chi phối cho phần lớn các cơ quan ở bên trong một bụng. Về hạch bạch huyết dạ dày, hạch bạch huyết của dạ dày như thế nào? Chúng ta có ba cái chuỗi hạch bạch huyết. Thứ nhất là chuỗi hạch bạch huyết dạ dày nằm dọc theo bờ cong vị nhỏ. Chuỗi hạch bạch huyết dạ dày nó nhận máu chỗ nào? Nó nhận bạch huyết của một phần hai phải phần đứng, tức là phần bên này, một phần hai phải phần đứng và một phần hai trên phần ngang của dạ dày. Thứ hai là chuỗi hạch bạch huyết vì mạc nối, nhận một phần hai nhận bạch huyết của một phần hai trái thân vị và một phần hai dưới phần ngang bờ cong vị lớn. Và ta có chuỗi bờ hạch bạch huyết tùy lành, nhận bạch huyết của phần đại vị và một phần hai trên của thân vị. Như vậy cái dọc chuỗi này gọi là chuỗi hạch bạch huyết dạ dày, chuỗi bên dưới này gọi là chuỗi hạch bạch huyết vì mạc nối, và phía trên này gọi là chuỗi hạch bạch huyết tùy lành. Chúng ta sẽ có ba cái chuỗi hạch bạch huyết nhận bạch huyết của phân vùng khác nhau của dạ dày. Đó là dạ dày. Chúng ta có một cơ quan tiếp theo đó là lách. Thì lách là gì? Lách là một tạng huyết. Đầu tiên lách là một tạng huyết, và người ta xem lách giống như mô trốn của hồng cầu dài, và nó tham gia vào quá trình miễn dịch, đặc biệt là miễn dịch có trung gian tế bào. Lách được xem như là một trốn của hồng cầu giá và tham gia vào quá trình miễn dịch, đặc biệt là miễn dịch có trung gian tế bào. Vì sao người ta gọi là lách là một trốn của hồng cầu giá? Bởi vì cái thể một cái tế bào của máu nó có một thời gian sống nhất định, và càng sống càng lâu thì cả khả năng đàn hồi của các tế bào máu nó sẽ giảm đi, và khi nó đi qua các mạch máu nhỏ của lách thì nó sẽ bị vỡ ra. Cho nên người ta nói lách giống như mô trốn của hồng cầu giá vì vậy. Đó. Thì lách này nó là chỗ nào? Cái này lách nó là chỗ nào? Lách là một cấu trúc nằm ở tầng trên của mặt kép để tạc ngang, giống như dạ dày vậy. Nằm ở chỗ nào nữa? Ở bên trái của dạ dày và ngay phía dưới của vòng hoành trái. Ngay phía dưới của vòng hoành trái. Khi đổ chiếu lên thành ngực thì lách này có một cái trục gọi là trục lớn của lách, hay còn gọi là trục của lách, chạy song song với xương sườn thứ 10 ở bên trái. Cái này xương sườn này là xương sườn thứ 10 trong tất cả những xương sườn này. Đó. Cái này trong tất cả xương sườn này, xương sườn nào là xương sườn số 10? Xương sườn cuối này là xương sườn số mấy đây? À, như vậy đây là xương sườn, đây là xương sườn số 11. Cái nhớ đó là xương sườn số 11. Bởi vì sao? Cái này trên là xương sườn thứ 10 này. Trong cái 12 đôi xương sườn, cái nhớ xương sườn 11, xương sườn 12 là xương sườn cụt. Bởi vì nó không gắn vào cái
nó không gắn vào các xương xương, cho nên đấy là xương sườn số 11, thì dưới nữa chúng ta có xương sườn 12, như vậy đấy là xương sườn thứ 10 này. Như vậy kéo này, cái trục lớn của lách là cái trục này, đi từ đầu tên cho tới đầu dưới của lách, và nó song song ở xương sườn thứ 10, cái thứ sau này. Đây, nó sẽ song song ở xương sườn thứ 10 ở bên trái. Đó là vị trí của lách nó sẽ như vậy. Và người ta thấy rằng đường kính của lách ở chỗ lớn nhất là 12 cm và nhỏ nhất là 1 cm, trọng lượng của nó khoảng 200 g. Đường kính của lách chỗ lớn nhất là 12 cm, nhỏ nhất là 1 cm mà trọng lượng khoảng 200 g. Đây, các anh thấy đây là vị trí của lách này. Đó, cái mà người ta kéo lên đây chính là dạ dày, đấy chính là cơ hoàn này. Như vậy lách nó nằm đầu tiên, tầng ở phía trên của rễ, tầng trên của mặt kéo kẹp trang ngang, đúng không? Bởi vì đấy là kẹp trang ngang đấy. Cái thứ hai nằm bên trái dạ dày, đây là dạ dày lật xuống, nó nằm ở chỗ này. Như vậy lách nằm bên trái dạ dày. Và thứ ba, nó nằm ngay phía dưới của vòm hành trái, nó nằm ngay phía dưới của vòm hành trái. Đó, như vậy vị trí của lách sẽ như vậy đó. Hình thể ngoài thì như thế nào? Người ta mô tả rằng lách là một cấu trúc của dạng hình tháp gồm 3 mặt, một đáy, một đỉnh và hai bờ. Đây, lách người ta cắt ra cho các em thấy cả mặt của lách như vậy đó. Như vậy là có một dạng hình tháp gồm 3 mặt, một đáy, một đỉnh và hai bờ. Hai bờ của lách đó là gì? Bờ này gọi là bờ trước hay còn gọi là bờ trên của lách. Và các em thấy bờ trước hay bờ trên này nó có rất là nhiều khía và chia rất là làm cả thuyền. Các khía này chia lách ra làm các thùy. Và bờ này gọi là bờ sau hay còn gọi là bờ dưới. Bình thường trên lâm sàng thì chúng ta không thể sờ được lách, trừ trường hợp lách lớn thì chúng ta mới sờ được lách ở trên lâm sàng. Cái nhờ chúng ta chỉ sờ được lách khi lách lớn, còn lại bình thường sẽ không sờ được lách ở trên lâm sàng. Ngoài hai bờ ra thì lách này nó có ba mặt. Đó là những cái mặt gì? Mặt thứ nhất là mặt này này. Mặt này người ta gọi là mặt khoanh. Nó lồi, nó trướng lãng và nó nằm ngay phía dưới của vòm hoành trái. Bởi vì sao? Các em thấy cái vòm hoành trái nó lõm, cho nên mặt khoanh này nó phải lồi để áp sát vào cái vòm hoành đó. Ha, nó lồi, nó trướng lãng và nằm ngay phía dưới của vòm hoành trái. Mặt này người ta gọi là mặt khoanh một lần. Vì nó liên quan về cơ hoành nên người ta gọi là mặt khoanh. Mặt thứ hai, mặt này gọi là mặt dạ dày hay còn gọi là mặt trước, nó quay ra trước và liên quan với thanh sáu của dạ dày, cho nên người ta gọi là mặt dạ dày. Mặt dạ dày thì như thế nào? Cái thể nó lồng, đúng không? Nó lồng. Và ở mặt dạ dày nó có một cái tổ chức người ta gọi là rốn lách. Ở mặt dạ dày này có một cái vết lồng người ta gọi là rốn lách, tức là cái này này. Rốn lách là gì? Là nơi các cấu trúc đi vào và đi ra khỏi cái lách này, bao gồm động mạch lách, tĩnh mạch lách, bạch huyết, thần kinh đi vào, đi ra để tạo nên cái cuộn lách nằm ở rốn lách này. Mặt thứ ba, mặt sau này gọi là mặt thần, nó quay ra sau và liên quan với mặt trước của thần, cho nên người ta gọi là mặt thần. Như vậy chúng ta có ba mặt là mặt khoanh, mặt dạ dày và mặt thần. Ngoài ba mặt ra thì lách này có một cái đỉnh quay lên trên và một đáy quay xuống dưới. Các bạn không? Có một đỉnh quay lên trên và một đáy quay xuống dưới. Cái đáy lách này hay người ta còn gọi là mặt kết tràng. Đáy lách hay người ta còn gọi là mặt kết tràng. Bởi vì sao? Nó tựa lên trên góc kết tràng trái. Quay trở lại cái hình này cho các em thấy. Đây. Cái này không? Cái đầu dưới của lách nó từ lên trên cái góc kết tràng trái và nó tạo thành một cái mặt. Và mặt đó người ta gọi là mặt kết tràng. Và người ta nói rằng ba cái mặt, mặt dạ dày, mặt thần và mặt kết tràng gọi chúng là mặt tàng của lách. Vì sao gọi là mặt tàng? Bởi vì nó liên quan với các tàng, cho nên người ta gọi là mặt tàng của lách. Đó, như vậy chúng ta sẽ có các mặt, các bờ của lách sẽ như vậy. Đó, mặt khoanh, mặt dạ dày, thần gọi là, và đáy được gọi là mặt kết tràng. Đây, cái này lắc một năm ngay thì dự vòng hoành trái như vậy đó. Về mặt bảo cấp bảo cho lắc,
mật mẫu cấp mẫu cho lắp thì như thế nào? Cái thể lắp này nó sẽ được cấp mẫu bởi một đồng mạch, người ta gọi là đồng mạch lắp. Lắp sẽ được cấp mẫu bởi một đồng mạch gọi là đồng mạch lắp. Đồng mạch lắp này là một nhánh của đồng mạch thấn tàn. Cái này mình đã đề cập đến cho các em rồi. Đồng mạch lắp là một nhánh, nhánh bến của đồng mạch thấn tàn. Nó chạy dọc theo bờ trên của tùy để đi tới lắp. Để đi tới lắp ở rổ mạch. Nó chúi vào cái mạch nối gọi là mạch nối tùy lắp để đi vào rổ mạch đó. Mạch nối tùy lắp là mạch nối đi từ đuôi tùy cho tới rổ mạch. Và bên trong đó chứa đồng mạch lắp ở bên trong. Đi kèm với đồng mạch thì chúng ta có tình mạch lắp đi ra. Thế cái này tình mạch lắp nó sẽ đi ra và hợp với tình mạch mạch kéo càng trên để tạo thêm, để tạo thành tình mạch cửa. Tình mạch lắp sẽ kết hợp với tình mạch mạch kéo càng trên. Như vậy đây là tình mạch lắp này. Nó chạy cùng với đồng mạch lắp. Đi tới ngang mức cổ tùy thì nó kết hợp với tình mạch mạch kéo càng trên ở đây để tạo nên tình mạch cửa. Trên đường đi thì tình mạch lắp này nhận một tình mạch này gọi là tình mạch mạc kéo càng dưới. Trên đường đi tình mạch lắp nó sẽ nhận thêm tình mạch mạc kéo càng dưới. Như vậy đó là mạch máu của lắp nó sẽ như vậy. Chúng ta có một khối gọi là khối tả tan tùy tàn. Khối tả tan tùy tàn. Thì khối tả tùy này là như thế nào? Cái này đây này. Tả tan là một cái phần đầu tiên của đục non. Tả tan là một cái phần đầu tiên của đục non. Tùy là một cấu trúc nằm trên đường đi của hệ tiêu hóa, có chức năng tiết ra dịch tùy để tham gia vào quá trình tiêu hóa thức ăn. Hai cơ quan này nó có liên quan mật thiết với nhau cả về giải phẫu, về sinh lý, về bệnh lý. Cho nên người ta mô tả chúng có một khối, người ta gọi là khối tả tùy. Hai cơ quan này được mô tả chúng có một khối, người ta gọi là khối tả tùy. Cái khối tả tùy này nó như thế nào? Chúng ta sẽ qua đây. Đầu tiên người ta tả tràng. Khi tả tràng là cái này này, các em thấy không? Tả tràng ở phía trên nó sẽ nối với dạ dày qua lỗ môn vị và ở dưới nó sẽ nối với họng tràng. Phía trên nối với dạ dày qua lỗ môn vị và phía dưới nối với họng tràng ở ngang mức góc tả họng tràng. Đối với họng tràng ở ngang mức góc tả họng tràng. Khi tả tràng là gì? Cái này người ta mô tả tả tràng là một cấu trúc nằm sát vào thành bùn sau, ngay phía trước cuộc sống và các mạch màu lớn được cuộc sống, bao gồm cái gì? Bao gồm động mạch chủ bụng và tĩnh mạch chủ dưới. Cái này không? Nó nằm ngay phía trước động mạch chủ bụng, tĩnh mạch chủ dưới. Đây là một cấu trúc của dạng hình chữ C, có chiều dài khoảng 25 cm và đường kính trung bình của nó khoảng 3 đến 4 cm. Nó dài khoảng 25 cm và đường kính trung bình khoảng 3, tức là 3 đến 4 mm, chứ không phải 6 cm mà to 3 đến 4 mm. Đó là đường kính trung bình của chiều dài và đường kính trung bình của tả tràng như vậy. Thì về mặt giải phẫu thì tả tràng được chia làm 4 phần. Từ trên xuống dưới, tả tràng sẽ được chia làm 4 phần. Thứ nhất là phần trên. Thứ nhất là phần trên. Phần trên tả tràng là một cái phần đầu tiên nằm ngang, đi từ môn vị đi ngang qua, vắt ngang qua đột sống thắt lưng thứ nhất. Cái này không? Nó sẽ đi từ lỗ môn vị chạy ngang qua từ trái sang phải, tới ngang chắc và ngang qua đột sống thắt lưng thứ nhất. Đặc biệt ở 2/3 đầu của phần trên, phần to ra tạo thành một cấu trúc người ta gọi là hành tả tràng. 2/3 đầu phần trên của tả tràng, phần to ra tạo thành hành tả tràng. Và người ta xem rằng hành tả tràng này là phần di động duy nhất của tả tràng. Các em chú ý là hành tả tràng này được xem là phần di động duy nhất của tả tràng. Còn lại các phần còn lại của tả tràng là các phần cố định. Các phần còn lại của tả tràng là các phần cố định. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là phần xuống.
Phân xuống này nó chạy dọc ở bên phải của các đột sống thắt lưng, từ đột sống thắt lưng thứ nhất cho tới đột sống thắt lưng thứ ba. Giữa phần trên và phần xuống nó nối với nhau bởi một cái góc, người ta gọi là góc tả càng trên. Giữa phần trên, phần xuống nối với nhau bởi một cái góc gọi là góc tả càng trên. Đó. Và cái án tại phần xuống tả càng nó nằm lên cái phần cuống của thần và bờ trống của thần phải. Cho nên bữa trước đã học lý quan của thần phải và liên quan về đoạn xuống và tả càng này. Tập thứ ba đó là phần ngang. Phần ngang là chạy ngang từ phải sang trái, vắt ngang có đột sống thắt lưng thứ ba, thứ tư. Giữa phần ngang và phần xuống ngăn cách với nhau bởi một cái góc, nối với nhau bởi một cái góc gọi là góc tả càng dưới. Góc tả càng dưới. Đặc biệt cái án tại phần ngang này nó đè lên là gì? Phía sau của phần ngang này là cột sống thắt lưng, là tĩnh mạch chủ dưới, là động mạch chủ bụng. Phía trước phần ngang đó là hai cái bỏ mạch, đó là động mạch mạc treo càng trên và tĩnh mạch mạc treo càng trên. Chính vì vậy một cái chấn thương vào vùng bụng nó rất dễ bị tổn thương phần ngang và tả càng này. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Bởi vì phần sau của phần ngang này là cột sống thắt lưng, là phần cứng, và khi một lực tác động vào gặp một phần cứng về sau thì phần ngang này rất dễ bị tổn thương, rất dễ bị vỡ. Và đoạn thứ tư là phần lên. Phần lên nó chạy nối tiếp với phần ngang, chạy lên trên hơi sang trái và tận cùng ở một cái góc người ta gọi là góc tả hoàng trang, ngang mức cột sống thắt lưng thứ hai. Như vậy các thầy tả trang sẽ được chia làm bốn phần: phần trên, phần xuống, phần ngang và phần lên. Trong đó cái gì? Trong đó hành tả trang là phần di động duy nhất của tả trang. Em nhớ cho mình là hành tả trang là phần di động duy nhất của tả trang. Cái kế này dựa vào sự cố định hai di động, tả trang được chia làm hai đoạn. Trong đó đoạn di động gọi là hành tả trang và đoạn cố định là các phần còn lại. Đoạn cố định là các phần còn lại. Trong đó các phần còn lại này cùng với đầu tùy sẽ dính vào phần bụng sáu với một cái mạc, người ta gọi là mạc dính tả tùy. Phần còn lại của tả trang và tùy được dính vào phần bụng sáu với một cái mạc, người ta gọi là mạc dính tả tùy. Gọi là mạc dính tả tùy. Gốc tả hậu trang khi được dính vào phần bụng sáu bởi cơ kéo tả trang. Đây, cái này đấy chính là góc tả hoàng trang này, và đấy chính là cơ treo tả càng. Góc tả hoàng trang được treo vào thành buồng sáu bởi cơ treo tả càng đây. Đó là tả càng nó sẽ như vậy. Về cấu tạo của tả càng, khi tả càng là một đoàn của ống tiêu hóa thì cái này nó sẽ đầy đủ tất cả các lớp của hệ thống ống tiêu hóa. Cái này đó, nó đầy đủ tất cả các lớp gồm 5 lớp: lớp thanh mạc, lớp giữa thanh mạc, lớp cơ tầm giữa niêm mạc và tổng cùng là lớp niêm mạc. Các lớp bên trên nó tương tự giống như các lớp của hệ thống ống tiêu hóa vậy. Ở đây mình chỉ đề cập đến cho các em cái lớp tổng cùng, nó được gọi là lớp niêm mạc của tả tràng. Đây các em là lớp thanh mạc này. Đấy là thanh mạc thì là lớp phúc mặt tàng có một tả trang nhé. Thanh tả trang thì được bao bọc ở cả mặt trước mặt sau. Đoàn cổ định thì chính là thanh bụng sáu bởi mặt chính tả tùy thôi. Anh ấy đã đề cập đến cái này rồi. Đây chúng ta chỉ đề cập đến lớp niêm mạc. Thì niêm mạc tả trang như thế nào? Niêm mạc của tả trang nó sẽ có màu hồng mịn, gồm có cái gì? Gồm có các máu tràng. Máu tràng này là do cái niêm mạc nó dài ra và phủ lên lòng của tả trang tạo nên. Niêm mạc nó dài ra và phủ lên lòng của tả trang nó tạo nên. Cái thứ hai là các nếp vòng. Các nếp vòng là các nếp ngang của niêm mạc có ở phía dưới của nhũ tả lớn. Ở đây chúng ta có cái nhũ này gọi là nhũ tả lớn này. Như vậy bên dưới này chúng ta sẽ có các nếp vòng. Cái thứ hai là các nếp dọc. Nếp dọc thì thấy ở thanh sáu phần xuống của tả trang và tầng hết ở nhũ tả lớn, tức là nó có ở phía trên này. Như vậy nếp vòng thì có ở bên dưới, nếp dọc thì có ở bên trên. Ngoài ra ở niêm mạc của tả trang này chúng ta có các tuyến tả trang.
có nhiều ở bên trên của nhũ tạ lớn và có chức năng tiết ra dịch tràng. Ở cái niêm mạc thành công phân xuống tạ tràng, chúng ta chú ý chúng ta có hai cái nhũ, đó là nhũ tạ lớn và nhũ tạ bé. Đây này, cái này không, nhũ tạ lớn và nhũ tạ bé. Cái nhũ tạ lớn là gì? Nhũ tạ lớn là cấu trúc nằm ở niêm mạc thành công phân xuống tạ tràng, và đổ vào nhũ tạ lớn này chúng ta có hai cái ống đổ vào. Thứ nhất là ống mật chủ và thứ hai là ống tùy chính. Ống mật chủ và ống tùy chính đổ vào nhũ tạ lớn. Còn phía trên của nhũ tạ lớn khoảng 3 cm, chúng ta có một cái lỗ ở trên này gọi là nhũ tạ bé, và đổ vào nhũ tạ bé này sẽ có cái ống này gọi là ống tùy phụ. Như vậy, ống tùy chính đổ vào nhũ tạ lớn, ống tùy phụ đổ vào nhũ tạ bé. Đó, và các anh thấy khi ống mật chủ này và ống tùy chính trước khi đổ vào nhũ tạ lớn thì hợp lại tạo thành một cấu trúc người ta gọi là ống gắn tùy. Đây, cái này người ta gọi là ống gắn tùy, là nơi hợp lại của ống mật chủ và ống tùy chính. Và xung quanh cái nhũ tạ lớn này có hệ thống cơ vòng nó thắt lại để làm gì? Để tránh trào dịch tiêu hóa từ tạ tràng đi lên lại cái hệ thống ống này, hoặc là dúng rồi phải chui từ đây đi lên lại hệ thống ống mật. Các anh nhớ thấy chúng ta có bệnh gì ví dụ như dúng chui ống mật không? Là do dúng mà chui qua, mà dúng từ tạ tràng mà chui qua các nhũ tạ lớn của tạ bẹ này đi lên cái đường mật, đó, đi lên đường mật. Cái khác chúng ta có tùy. Cái tùy là gì? Tùy là một cái tuyến vừa có chức năng nội tiết vừa có chức năng ngoại tiết, và người ta xem tùy là tạng bị thành hóa. Người ta xem tùy là tạng bị thành hóa. Vì sao gọi là tạng bị thành hóa? Bởi vì trong thời kỳ phôi thai thì tùy và tạ tràng là những tạng cố định, sau đó phúc mặt tạng bị chặt vào phúc mặt thành sâu làm cho cái cấu trúc này cố định, cho nên người ta gọi là tạng bị thành hóa. Về phương diện giải phẫu thì tùy sẽ được cấu tạo gồm 3 phần, gọi là đầu tùy, thân tùy và đuôi tùy. Tùy sẽ được cấu tạo gồm 3 phần, gọi là đầu tùy, thân tùy và đuôi tùy. Thế tùy nằm ở chỗ nào? Tùy nằm ở chỗ nào? Ở trong ở bụng. Các anh thấy đây là tùy này. Nó sẽ đi từ phần xuống của tạ tràng, chạy vắt ngang qua cột sống thắt lưng, chất từ phải sang trái và tận cùng ở uốn lách. Người ta thấy rằng phần lớn của tùy nằm ở tầng trên của mặt kéo cái tràng ngang, một phần nhỏ sẽ nằm ở dưới của mặt kéo này. Đấy chính là mặt kéo cái tràng ngang này. Đó, phần lớn nằm ở trên, một phần nhỏ nằm ở phía dưới, đặc biệt là một móc của phần đầu tùy. Như vậy đây chính là tùy. Được chưa? Thì về phương diện tùy được cấu tạo gồm 3 phần. Phần này người ta gọi là đầu tùy, phần này gọi là thân tùy, và phần sau này người ta gọi là đuôi tùy. Thì cái anh thấy đầu tùy như thế nào? Đầu tùy là do cấu trúc giống như cái đầu cái búa vậy, nó có hình vuông. Ở phía dưới đầu tùy nó tách ra một cái mỏm, người ta gọi là mỏm móc. Ở ngay phía dưới đầu tùy người ta tách ra một cái mỏm, người ta gọi là mỏm móc. Giữa đầu tùy và thân tùy ngăn cách với nhau bởi một cái khuyết gọi là khuyết tùy. Giữa đầu tùy và thân tùy ngăn cách với nhau bởi một cái khuyết, người ta gọi là khuyết tùy. Khuyết tùy này là do cái động mạch và tĩnh mạch mặt kéo càng tên nó đè vào, nó tạo nên cái này. Đè vào tạo nên. Đó là đầu tùy. Cái thứ hai là thân tùy. Cái này là thân tùy. Thân tùy thì nó nằm vắt ngang qua cột sống thắt lưng từ phải sang trái. Nó sẽ nằm vắt ngang qua cột sống thắt lưng từ phải sang trái. Và thân tùy này gồm có 3 mặt, 3 bờ. Thân tùy sẽ gồm có 3 mặt, 3 bờ. Phần sau này người ta gọi là đuôi tùy. Đuôi tùy này là phần nội tiếp với thân tùy. Và sau đó nó nối với lách. Nó sẽ nối với lách. Đó. Như vậy cái phần đuôi tùy này nó sẽ nối về cuốn lách, chạy trong cái mạch nối gọi là mạch nối tùy lách. Trong một cái mạch nối gọi là mạch nối tùy lách. Ở đây các anh thấy cái chiếc đồ này, cái tùy này, cái này là mỏm móc, cái này là huyệt tùy, cái này là thân tùy và sau này là đuôi tùy. Như vậy người ta cắt ngang cái tùy ra thì các anh thấy tùy nó sẽ gồm có tất cả 3 mặt và 3 bờ ở đây.
Mặt thứ nhất kẻ nhìn từ trước tới, đấy chính là mặt trước của tùy. À, mặt thứ hai là mặt sau, dính vào thành đùi sau, thẳng. Và mặt thứ ba là mặt dưới. Tương ứng với ba mặt chúng ta có ba bờ. Đó là bờ trên, ngăn cách giữa mặt trước và mặt sau, liên quan mật thiết với động mạch và tĩnh mạch lách. Bờ thứ hai là bờ dưới, ngăn cách giữa mặt sau và mặt dưới. Ở đây có cái mạc treo cái căng ngang nó bám vào. Và bờ thứ ba gọi là bờ trước. Bờ này gọi là bờ trước, ngăn cách giữa mặt trước và mặt dưới. Đó. Như vậy chúng ta sẽ có ba mặt và ba bờ như vậy. Về các ống tủy của tùy thì các anh thể tùy này có hai dạng phía. Thứ nhất là ống tùy chính và thứ hai là ống tùy phù. Ống tùy chính này nó chạy từ đuôi tùy đi qua thân tùy dọc theo cái trục của tùy này. Khi tới ngang mức huyệt tùy thì nó đè cống xuống dưới, chạy về phía đầu tùy và đổ vào nhũ tạ lớn. Trong cái đó ống tùy phù thì tách ra từ ống tùy chính, cho đi lên trên và đổ vào nhũ tạ bẹ. Đó, đổ vào nhũ tạ bẹ. Thì người ta thấy rằng ống tùy phù và ống tùy chính nó thường thông với nhau. Đấy, cho là tách ra cho nên nó thường thông với nhau. Đó là các ống tiếp của tùy sẽ như vậy. Về cái cấu tạo của tùy thì các anh thể tùy được cấu tạo gồm hai phần. Thứ nhất là các tiểu tùy và thứ hai là bào tùy. Bào tùy thì nó đóng vai trò nội tiết, tiết là cả hormone. Trong đó có hai cái hormone là insulin và glucagon đóng vai trò trong chuyển hóa đường. Insulin là hormone có tác dụng làm hạ đường huyết, glucagon là hormone làm tăng đường huyết. Cho nên các anh thể những bệnh nhân nào bị tổn thương các tế bào bào tùy thì họ không tiết ra insulin được. À, mà insulin là hormone làm hạ đường huyết, mà thiếu hụt insulin thì làm đường huyết nó cao lên, dẫn đến bệnh cảnh là đái tháo đường. Cái thứ hai cấu tạo của tùy đó là các tiểu tùy của tùy, nó chứa các tuyến tùy có vai trò ngoài tiết và nó có chức năng tiết ra dịch tùy. À, và có hai ống tiết, ống tùy chính, ống tùy phù chúng ta được đề cập. Về mạch máu, cấp máu cho tùy. Cái tùy này nó được cấp máu bởi cái động mạch, người ta gọi là động mạch lách. Tùy sẽ được cấp máu bởi hai nguồn. Thứ nhất là một nguồn đầu tiên là từ động mạch thân tàng, và thứ hai là từ động mạch mạc treo càng trên. Có hai nguồn. Thứ nhất, động mạch này là động mạch thân tàng này, và thứ hai, động mạch này là động mạch mạc treo càng trên. Khi động mạch thứ tư, động mạch thân tàng này sẽ có hai nhánh để cấp máu cho tùy. Đầu tiên là động mạch vị tá tràng. Động mạch vị tá tràng này nó đến tùy bởi hai cái nhánh, đó là động mạch tá tùy trước trên và động mạch tá tùy sau trên. Đấy, động mạch vị tá tràng chỉ là hai nhánh, tá tùy trước trên, tá tùy sau trên. Thứ hai là động mạch lách. Động mạch lách nó tới tùy bởi bốn cái động mạch, đó là động mạch tùy lớn. Đây, quay qua cái hình này. Thứ nhất là động mạch tùy lớn, thứ hai là động mạch đuôi tùy, thứ ba là động mạch tùy dưới, và thứ tư là động mạch tùy lưng. Tùy lưng, động mạch lách sẽ tới tùy bởi bốn cái động mạch như vậy. Đó là nguồn thứ nhất. Nguồn thứ hai cấp máu cho khối này, đó là động mạch mạc treo càng trên. Động mạch mạc treo càng trên đi tới tùy bởi một cái động mạch gọi là động mạch tá tùy dưới. Động mạch tá tùy dưới. Động mạch tá tùy dưới này sẽ được chia làm hai nhánh, đó là động mạch tá tùy trước dưới và động mạch tá tùy sau dưới. Như vậy các em thấy hai cái động mạch tá tùy trước dưới và sau dưới này nó sẽ nối với động mạch tá tùy trước trên và sau trên. À, ở mặt trước và mặt sau của khối tá tùy. Đó. Và còn tĩnh mạch thì như thế nào? Tĩnh mạch thì tất cả các tĩnh mạch của tùy nó đều đổ về hệ thống tĩnh mạch cửa hết. Tĩnh mạch của tùy nó sẽ đổ về các hệ thống tĩnh mạch cửa. Thì nữa sẽ nhắc lại cái hệ thống tĩnh mạch cửa cho các em lại. Như vậy đó là cái đầu tiên, đó là khối tá tràng và tùy tràng. Như vậy các em thấy đây là hệ thống mạch máu này. Đây là động mạch vị tá tràng đi xuống, đây là động mạch tá tùy trước trên, phía sau là động mạch tá tùy sau trên. À, đây là động mạch lách. Yeah. Đây là nhánh động mạch tá tùy dưới ở đây. Chúng ta có một tạng khác đó là gan. Thì gan là gì? Gan là một tạng được xem là tạng lớn nhất của cơ thể.
Đây là cơ quan quan trọng không những cho hệ tiêu hóa, không những là cơ quan quan trọng cho hệ tiêu hóa mà còn có chức năng khử độc, chuyển hóa glucid, protein, lipid, tức là chuyển hóa các chất do quá trình tiêu hóa thức ăn mà tạo ra. Thì người ta sẽ rằng gan hay là một tạng ở trong phúc mạc, nằm ở tầng trên của mạc treo cái tràng ngang, nằm ở tầng trên của mạc treo cái tràng ngang, ở ô dưới hoành phải, nhưng lẫn sang ô thượng vị và ô dưới hoành trái. Nằm ở tầng trên của mạc treo cái tràng ngang, nằm ở ô dưới hoành phải, nhưng lẫn sang ô thượng vị và ô dưới hoành trái. Đây là đại gan không? Nó nằm ở ô dưới hoành phải phần lớn, nhưng một phần lẫn sang ô thượng vị và một phần lẫn sang ô dưới hoành trái. Đó, như vậy. Đấy là thiệt bố khi các em nhìn nghiêm. Thì người ta mô tả gan là cấu trúc có màu nâu đỏ, bề mặt trơn láng, mật độ chắc nên rất dễ vỡ khi chấn thương. Gan là một cấu trúc có mật độ chắc nên là rất dễ vỡ khi bị chấn thương. Hình thể ngoài tính là sao? Người ta xem gan giống như hình quả dưa hấu cắt chết vậy. Giống như hình quả dưa hấu cắt chết, gồm có hai mặt và một bờ. Gan sẽ gồm có tất cả là hai mặt và một bờ. Đó là cái mặt gì? Đây, mặt thứ nhất thì anh thấy mặt này là mặt hoành. Đây, như vậy cái mặt nào nó nằm từ lên trên cơ hoành, toàn bộ cái mặt này nó áp sát vào cơ hoành và thành bụng trước, cho nên mặt này người ta gọi là mặt hoành. Và mặt thứ hai, mặt này nó quay xuống dưới và liên quan với các tạng ở bên trong ổ bụng, cho nên người ta gọi là mặt tạng. Ngăn cách giữa mặt hoành và mặt tạng, chúng ta có một cái bờ gọi là bờ dưới của gan. Và các em chú ý, gan này có một cái bờ duy nhất, người ta gọi là bờ dưới, không có bờ thứ hai. Chỉ có một bờ duy nhất gọi là bờ dưới của gan. Thì hình thể ngoài của mặt hoành như thế nào? Người ta chia mặt hoành của gan làm 4 phần. Mặt hoành của gan sẽ được chia làm 4 phần. Thứ nhất, phần trên, lồi, trớn lá và có vết ẩn tim. Liên quan với đáy phổi phải, màng tim, màng phổi và đáy phổi trái. Liên quan với màng đáy phổi phải, màng tim, màng phổi và đáy phổi trái. Đó là phần trên. Phần trước thì nó quay ra phía trước và liên quan với thành bụng, thành ngực ở phía trước. Đặc biệt phần trên và phần trước này có một dây chằng gọi là dây chằng liềm, chia phần trên và phần trước làm hai thùy. Bên phải gọi là thùy gan phải và bên trái gọi là thùy gan trái. Phần thứ ba là phần phải nhìn sang phải và đối diện là cung sườn từ thứ 8 đến thứ 11 bên phải, và phần sau có phần trần và thùy ruột. Ở đây các em thấy này, đây là mặt hoành này. Như vậy cái phần trên này gọi là phần trên, phần này gọi là phần trước. Và phần trên này có một vết ẩn, các em thấy có ẩn tím ở đây, do tím nó đè vào tạo nên. Giữa phần trên và phần trước này có một dây chằng chạy ngang ở phía trước và chia hai cái phần này làm hai thùy. Bên phải gọi là thùy gân phải, bên trái gọi là thùy gân trái, và dây chằng này người ta gọi là dây chằng liềm. Như vậy dây chằng liềm nó sẽ chia mặt hoành của gan làm hai thùy, đó là thùy gan phải và thùy gan trái. Phần thứ ba bên này được gọi là phần bên phải, phần phải liên quan với thành ngực, thành bụng ở bên phải. Và phía sau này gọi là phần sau. Đây. Phần sau này thì có hai vùng. Thứ nhất là vùng trần của gan. Vì sao gọi là vùng trần? Bởi vì vùng này nó không có phúc mạc che phủ, cho nên người ta gọi là vùng trần của gan. Và một cái thùy gọi là thùy đuôi. Như vậy phần sáu của mặt hoành thì có vùng trần của gan và thùy đuôi, gọi là vùng trần. Nhắc lại, vì nó không có khúc mạc che phủ. Mặt thứ nhất đó là mặt hoành. Mặt thứ hai gọi là mặt tàng. Mặt tàng của gan thì quay ra sâu xuống dưới và liên quan với các tàng ở bên trong ổ bụng. Mặt này có hai cái rãnh dọc và một cái rãnh ngang. Đây, chúng ta có rạch bên này người ta gọi là rạch dọc phải, rạch bên này gọi là rạch dọc trái, và rạch này người ta gọi là rạch ngang. Chia gan, chia mặt tàng của gan ra làm bốn thùy. Chia mặt tàng của gan ra làm bốn thùy.
ở bên phải này gọi là thùy gang phải, bên này gọi là thùy gang trái, cái này gọi là thùy đuôi và cái này gọi là thùy vuông. Thùy vuông thì các đoạn này là được giới hạn như thế nào? Đối với đoạn dọc phải thì giới hạn phía trước đó là hố túi mật, đây là hố túi mật. Giới hạn phía sau đó là rãnh tĩnh mạch chủ dưới. Đối với rãnh dọc trái, giới hạn phía trước là khe dây chằng tròn, giới hạn phía sau này là khe dây chằng tĩnh mạch. Hai cái rãnh này nó cách nhau khoảng 6 cm và có rãnh ngang nối liền hai cái rãnh này, và rãnh ngang này chính là cửa gang. Cửa gang là nơi có các hệ thống động mạch tĩnh mạch, các đường mật đi vào và đi ra khỏi cái gang đó, người ta gọi là cửa gang. Được chưa? Đó là hai cái này. Như vậy chúng ta có rãnh dọc phải, rãnh dọc trái và rãnh ngang. Chúng ta có bốn thùy: thùy gang phải, thùy gang trái, thùy này thùy đuôi và thùy bên dưới là thùy vuông. Như vậy mặt hoành được chia làm hai thùy, mặt tàn của gang được chia làm bốn thùy. Các em nhớ đừng quên nhé. Và ở mặt tàng ổ gan này thì anh thấy nó có rất nhiều những cái chỗ lồi lõm do cả tàng bên trong ổ bụng và đe vào tàng lên. Ví dụ ở thùy gan phải các em có một ấn rất là lõm, rất là sâu, đó là ấn của thần phải, lõm sâu của ấn thần phải. Bên dưới các em có ấn của kết tràng và phía trong nó có ấn của tả tràng. Bên thùy gan trái chúng ta có ấn thực quản, ấn của dạ dày. À, do ở thực quản ở dài, do các tàng họ đè vào tạo nên như vậy. Và gan có bờ duy nhất gọi là bờ dưới. Bờ dưới của gan là bờ ngăn cách giữa mặt hoành và mặt tàng, chạy chất từ phải sang trái, từ dưới lên trên. Ở bờ dưới gan có hai khuyết. Thứ nhất là khuyết túi mật, do cái túi mật nó tạo thành cái khuyết ở đây. À, và thứ hai là khuyết dây chằng tròn. Ở bờ dưới của gan thì nó sẽ có hai cái khuyết, đó là khuyết túi mật và khuyết dây chằng tròn. Đó là gan này sẽ như vậy. Về cái chúng ta sẽ có các dây chằng và các phương tiện cố định của gan, có các dây chằng và các phương tiện cố định của gan gồm có cái gì? Thứ nhất là có tĩnh mạch chủ dưới, thứ hai là dây chằng vành, thứ ba là dây chằng hoành gan, thứ tư là đó các dây chằng tám giác phải và trái, thứ năm là dây chằng liềm, thứ sáu là mạch nội nhỏ, thứ bảy là các dây chằng tròn gan và thứ tám là dây chằng tĩnh mạch. Dây chằng tĩnh mạch thì đây chúng ta sẽ đi vào từng phần này, các em thấy không? Đây là tĩnh mạch chủ dưới này. Như vậy từ trong gan sẽ có các tĩnh mạch đi ra để đổ về tĩnh mạch chủ dưới này. Ví dụ tĩnh mạch gan phải, tĩnh mạch gan giữa, tĩnh mạch gan trái đều đổ về tĩnh mạch chủ dưới hết. Cho nên tĩnh mạch chủ dưới là một phương tiện giúp cố định cái gan này. Cái thứ hai cái em có dây chằng này là dây chằng liềm, nó dính cái mặt phân của gan vào thành bụng trước với cơ hoành. Thì dưới này có dây chằng tròn gan đi từ mặt phân của gan cái tới tầng rốn, là di tích của tĩnh mạch rốn trong thời kỳ phôi thai, nằm giữa hai lá của dây chằng liềm. Phía trên này cái em có dây chằng vành. Dây chằng vành này là do hai cái nếp phúc mạc sau khi bao phủ toàn bộ bề mặt của gan ở vùng tâm của gan thì quặt ngược ra để dính vào mặt dưới cơ hoành toàn nên. Đặc biệt dây chằng vành này nó thu hẹp ở hai đầu tạo thành hai cái dây chằng tam giác phải và bên này là dây chằng tam giác trái. Thấy này không? Bên này là dây chằng tam giác phải, bên này là dây chằng tam giác trái. Đó. Thì sau này sẽ có dây chằng tĩnh mạch ở phía sau. Đây là dây chằng tròn. Nhớ. Đây. Đây là thiệt đồ khi các em cắt theo mặt phẳng đứng qua cơ thể. Đây là cơ hoành này, đây là gan, giữa nó sẽ có dạ dày. Như vậy giữa gan và dạ dày được nối với nhau bởi một mạc nối gọi là mạc nội lớn. Thì mạc nội lớn này, xin lỗi, là mạc nội nhỏ. Mạc nội nhỏ nó đi chỗ nào? Mạc nội nhỏ sẽ nối từ tả tràng, một phần của tả tràng, dạ dày, thực quản và đi tới mặt tàng của gan. Nó sẽ đi từ thực quản, dạ dày, tả tràng và đi tới mặt tàng của gan, mặt nội nhỏ. Cái này phúc mạc sau khi to bao phủ toàn bộ bề mặt của gan lật lên phủ mặt cơ hoành gọi là dây chằng vành.
từ vùng trần của gan sẽ có các hệ thống dây chằng đi từ vùng trần của gan tới cơ hoành, gọi là dây chằng hoành gan. Đó chính là dây chằng hoành gan ở đó. Đó là cả dây chằng và các phương tiện giúp cố định cái gan này. Đây cả thể mạc còn nhỏ không? Là phúc mạc đổi bờ cống vị bẹ dạ dày và tả tráng và đi tới gan. Đây là mạc còn nhỏ. Chúng ta sẽ được học trong ba kỳ phân dạ dày rồi. Đây là dây chằng toàn gan này, là di tích của toàn mạch rỗng mà bị tắc lại, đi từ rỗng cái đỉnh mạch tàng của gan tạo nên khe dây chằng tròn. Đây này là có dây chằng tĩnh mạch, là di tích của ống tĩnh mạch, đi từ tĩnh mạch gan trái cho tới tĩnh mạch chủ dưới. Đây là không? Đi từ tĩnh mạch gan trái cho tới tĩnh mạch chủ dưới. Về cái phân chia cái thùy, về phân chia gan theo cái thùy, khi chúng ta cả cách để phân chia gan, khi chúng ta có hai cái cách để phân chia gan. Thứ nhất là phân chia dựa theo hình thể bên ngoài, và thứ hai là sự phân chia gan dựa theo đường mực ở bên trong. Có hai cái phân chia. Thứ nhất là phân chia dựa theo hình thể bên ngoài, và thứ hai là phân chia dựa theo đường mực ở bên trong gan. Phân chia dựa vào hình thể bên ngoài, thì dựa vào hình thể bên ngoài này thì gan sẽ được chia làm các thùy, giống như cái này mình nói mà đã đề cập đến ở cái hình thể bên ngoài rồi. Trong đó mạc hoành thì chia làm hai thùy, thùy gan phải và thùy gan trái. Mạc tàng thì chia làm thùy gan phải, thùy gan trái, thùy vuông, thùy đuôi, được chia làm bốn thùy. Như vậy dựa vào hình thể bên ngoài thì gan được chia làm các thùy. Cái này mình không nhắc lại nữa, cái này đã đề cập đến rồi. Ở đây mà thầy giờ đây là bệnh điểm cho các em sự phân chia gan dựa theo đường mật ở bên trong gan. Sự phân chia dựa theo đường mật ở bên trong gan sẽ như thế nào? Đây là hình ảnh của mạc hoành, đây là mạc tàng của gan. Đây là mạc hoành, còn đây là mạc tàng của gan. Thì sự phân chia dựa theo đường mật bên trong gan là sẽ như thế nào? Đầu tiên các em có một cái khe gọi là khe giữa gan. Khe đầu tiên gọi là khe giữa gan. Khe giữa gan này ở mạc hoành thì đi từ ở giữa của huyết tử mật cho đến bờ trái của tĩnh mạch chủ dưới. Đây là tĩnh mạch chủ dưới này. Còn ở mạc tàng thì đi từ giữa của hố tĩnh mật cho đến bờ trái của tĩnh mạch chủ dưới luôn. Đó. Khe giữa gan này sẽ chia gan ra làm hai phần. Đó là gan phải và gan trái. Khe giữa gan sẽ chia gan làm hai phần, đó là gan phải và gan trái. Cái thứ hai đó là khe liên phân thủy trái. Khe liên phân thủy trái ở mạc hoành đó chính là nơi bám vào của dây chằng liền. Ở mạc tàng là khe tương ứng với rãnh dọc trái của gan. Nó tương ứng với rãnh dọc trái của gan. Thì khe liên phân thủy trái này sẽ chia gan làm hai cái phân thủy, đó là phân thủy giữa và phân thủy bên. Phân thủy giữa và phân thủy bên. Khe thứ ba đó là khe liên phân thủy phải. Khe liên phân thủy phải này đi từ bờ phải của tĩnh mạch chủ dưới, đây chạy song song với bờ phải của gan và cách bờ này khoảng 3 hoặc ngón tay. Khe liên phân thủy phải này chia gan làm hai phân thủy, đó là phân thủy trước và phân thủy sau. Đó là hai cái khe. Khe thứ tư các em có đó là khe phù giữa thùy trái. Khe phù giữa thùy trái. Khe phù giữa thùy trái này nó chia cái phân thủy bên làm hai hạ phân thủy. Đó là hạ phân thủy 2 và 3. Chia phân thủy bên làm hai hạ phân thủy, hạ phân thủy 2 và 3.
Và là thứ năm, kén có khe phù giữa thùy phải. Khe phù thùy giữa thùy phải này là một khe thường không rõ. Nó chia phân thùy trước là hai hạ phân thùy 5 và 8. Đây, hạ phân thùy 5, hạ phân thùy 8. Và phân thùy 6 là hai hạ phân thùy 6 và 7. Như vậy nó tóm lại, gan dựa theo đường mật bên trong gan thì gan sẽ được chia làm tất cả là 4 cái phân thùy. Được gan được chia làm 4 phân thùy và 8 hạ phân thùy. Trong đó hạ phân thùy 1 thì tương ứng với thùy đuôi của gan. Hạ phân thùy 1 thì tương ứng với thùy đuôi của gan. Như vậy đây là cách phân chia dựa theo đường mật ở bên trong gan sẽ như vậy. Về mạch máu đến gan, khi mạch máu đến gan này có hai cái nguồn, thứ nhất là động mạch gan viêm, thứ hai là tĩnh mạch cửa. Máu đi ra khỏi gan thì nhờ vào các tĩnh mạch gan, chúng ta sẽ có các tĩnh mạch gan phải, tĩnh mạch gan trái và tĩnh mạch gan giữa. Tĩnh mạch gan phải, tĩnh mạch gan trái và tĩnh mạch gan giữa nó sẽ đi ra khỏi gan. Đây, cái này đây là động mạch gan gan riêng. Động mạch gan riêng này là một cái nhánh của động mạch gan chung. Như vậy động mạch gan chung khi chạy tới bờ trái tĩnh mạch cửa thì cho một nhánh đi lên gọi là động mạch gan riêng. Động mạch gan riêng khi tới cửa gan thì chia làm hai ngành, ngành phải cấp máu cho thùy gan phải và ngành trái cấp máu cho gan trái. Đặc biệt ngành phải của động mạch gan riêng còn cho nhánh để cấp máu túi mật gọi là động mạch túi mật. Gọi là động mạch túi mật. Nguồn thứ hai đó là tĩnh mạch cửa. Tĩnh mạch cửa này là một cái tĩnh mạch chức phần nó nhận máu từ hầu hết các cấu trúc thuộc hệ tiêu hóa bên dưới đổ về gan trước khi đổ về tĩnh mạch phía dưới. Thì tĩnh mạch cửa là do cái gì tạo nên? Tĩnh mạch cửa này là do tĩnh mạch mạc treo tràng trên hợp với tĩnh mạch lách tạo nên. Sau đó tĩnh mạch cửa nó sẽ đi vào cửa gan và chia làm hai ngành, ngành phải và ngành trái, đi vào hai cái phần gan phải và gan trái. Trên đường đi thì tĩnh mạch cửa nó nhận rất nhiều những tĩnh mạch lớn cần, ví dụ tĩnh mạch vị trái, tĩnh mạch vị phải, tĩnh mạch trước muốn vị, vân vân. Và các em thấy tĩnh mạch cửa nó sẽ thông với hệ thống tĩnh mạch chủ bởi các vòng nối. Chúng ta sẽ có ba bộ cái vòng nối chính. Thứ nhất là vòng nối thực quản, thứ hai là vòng nối trực tràng, thứ ba đó là vòng nối quanh rốn, và thứ tư đó là các vòng nối qua phúc mạc, nối các tĩnh mạch ruột với tĩnh mạch chủ dưới. Như vậy hệ cửa nó sẽ thông nối với hệ chủ thông qua các vòng nối như vậy. Chúng ta sẽ có cái vòng nối như vậy. Thì những cái vòng nối nó như thế nào? Các em thấy cái tĩnh mạch cửa là tĩnh mạch nó nhận máu từ các cấu trúc thuộc hệ tiêu hóa bên dưới trở về gan. Thì trong một cái bệnh cảnh, các em thấy cái trong bệnh cảnh ví dụ có tăng áp tĩnh mạch cửa chẳng hạn, tức là áp lực tĩnh mạch cửa nó tăng lên, áp lực bên trong, áp lực máu bên trong tĩnh mạch cửa tăng lên, thì máu từ bên dưới này không trở về gan theo tĩnh mạch cửa được, thì nó theo cái chỗ các vòng nối này để đi vào tuần hoàn hệ thống. Khi nó đi qua những cái vòng nối này thì nó làm giảm các hệ thống tĩnh mạch ở các vòng nối này ra. Ví dụ giảm tĩnh mạch ở trực tràng thì tạo nên trĩ, giảm ở tĩnh mạch ở thực quản thì tạo nên các tĩnh mạch trướng thực quản rất dễ vỡ gây chảy máu cấp cứu. Nó qua các vòng nối ở rốn thì nó làm tuần hoàn ban hệ vùng rốn nổi ngay dưới da. Và những cái bệnh cảnh đó các em thường gặp trong những cái bệnh cảnh sơ gan cổ trướng, sau này các em sẽ học về bệnh lý. Về các đường mật của gan thì chúng ta có đường mật trong gan và đường mật ngoài gan. Trong đó đường mật ngoài gan thì gồm có bảy, gồm có túi mật ha, có, chúng ta có túi mật này, có ống túi mật, có ống gan phải, ống gan trái, ống gan chung, tức là ống gan phải, ống gan trái sẽ hợp lại với nhau tạo thành ống gan chung. Sau đó ống gan chung hợp với ống túi mật thì tạo thành ống mật chủ, tạo thành ống mật chủ. Và như vậy những cái cấu trúc này nó thuộc cái đường mật, nó thuộc cấu trúc đường mật ngoài gan. Và cái đường mật ngoài gan này sẽ được chia làm hai phần, đó là đường mật chính và đường mật phụ. Đường mật ngoài gan
thì được chia làm hai phần, đó là đường mật chính và đường mật phụ. Trong đó đường mật chính thì chúng ta sẽ bao gồm các ống gan, bao gồm ống gan phải, ống gan trái, ống gan trung và ống mật chủ. Còn túi mật và ống túi mật này thì nó thuộc đường mật phụ của gan. Đó, đường mật phụ gồm có túi mật và ống túi mật. Đây các em thấy đây là túi mật này. Thì túi mật là một nơi dự trữ và cố đặt dịch mật nằm trong hộ túi mật ở mặt tàng của gan. Gồm có cái gì? Gồm đáy của túi mật, thân túi mật và cái này người ta gọi là cổ túi mật. Như vậy ở đây các em thấy chúng ta có ống gan trái, ống gan phải. Hai cái ống gan này hợp lại với nhau tạo thành ống gan chung. Sau đó ống gan chung này đi xuống kết hợp với ống túi mật thì tạo thành ống mật chủ. Ống mật chủ đi tới phía sau của tả tràng và tùy và đổ vào vú tả lớn cùng với ống tùy chính. Cùng với ống tùy chính. Đó là giải phẫu của gan nó sẽ như vậy. Các nghị sĩ đã học được nó một da hay là chúng ta học luôn được nghĩ? Em muốn học luôn không hay là nghỉ sĩ? Có hả? Bốn muốn tụi tụi nó một da cũng nhắn thôi. Học luôn à? Rồi. Như vậy chúng ta tiếp tục cái ruột non và ruột da, tức là hai phần còn lại của hệ thống ống tiêu hóa. Thế các em thấy ruột non là gì? Ruột non là cái phần này này, cái phần nằm ngay chính giữa ổ bụng đây. Đó, là phần ống tiêu hóa nằm giữa dạ dày ở bên trên và ruột da ở bên dưới. Đi từ chỗ nào? Đi từ môn vị cho tới lỗ hôi mắng tràng. Ruột non nó sẽ đi từ lỗ môn vị cho tới lỗ hôi mắng tràng. Người ta thể rằng ruột non này nó chiếm phần lớn ở trong ổ bụng. Cái này gốc nó chiếm phần lớn ở trong ổ bụng và nằm phía dưới của mạc kéo trực tràng ngang. Được chia làm 3 phần: tả tràng, hậu tràng, hôi tràng. Đây. Tả tràng, hậu tràng. Như vậy cái này là tả tràng, chúng ta đã được học xong. Cái phần màu tím này là hậu tràng. Và cái phần bên dưới này chúng ta gọi là hôi tràng. Ba phần: tả tràng, hậu tràng, hôi tràng. Khi ruột non nó có chiều dài như thế nào? Ruột non là đoạn dài nhất trong cả cấu trúc của hệ tiêu hóa. Nó có chiều dài khoảng 5,5 đến 9 mét và trung bình ruột non có khoảng 6,5 mét. Đường kính của ruột non là giảm dần từ các quái ruột đầu cho tới các quái ruột cuối. Trong đó các quái ruột đầu là khoảng 3 cm. Cái điểm gặp quái ruột cuối là 2 cm. Đường kính ruột non giảm dần từ các quái ruột đầu cho đến các quái ruột cuối. Và các quái ruột này cảm thấy nó rất là dài, nó có chiều dài tận 9 mét. Thì để có thể sắp xếp được ở bên trong một bụng thì các quái ruột này nó phải cuồn lại với nhau để tạo thành các khúc ruột. Và chúng ta có khoảng 14 đến 16 khúc ruột như vậy xếp thành hai nhóm. Chúng ta sẽ có 14 đến 16 các khúc ruột hay là quái ruột xếp thành hai nhóm. Nhóm nằm ngang ở bên trái ở bụng gọi là các quái của hậu tràng. Và nhóm nằm thẳng bên phải ở bụng là các quái của hôi tràng. Riêng khoảng 10 đến 15 cm cuối của ruột non thì nó chạy ngang để đổ vào mắng tràng. Đây, cái này đây là tả tràng, hậu tràng và hôi tràng. Các quái bên này là các quái hậu tràng, quái này là các quái của hôi tràng. Đó. Và cái em thể 10 đến 15 cm cuối thì nó sẽ chạy ngang, đúng không? Nó sẽ chạy ngang và nổi vào trong mắng tràng này. Nổi vào trong mắng tràng. Đó là ruột non nó sẽ như vậy. Về lý quá ruột non thì sẽ về đọc thêm. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có một khái niệm để chúng ta phân biệt giữa hậu tràng và hôi tràng. Thì làm sao để chúng ta phân biệt được hậu tràng và hôi tràng? Thứ nhất là đường kính của hậu tràng nó lớn hơn đường kính của hôi tràng. Thứ nhất các em có là đường kính của hậu tràng nó sẽ lớn hơn đường kính của hôi tràng. Thứ hai là thanh của hậu tràng nó dày hơn, nhiều mạch máu hơn và có nhiều niệm vòng cao hơn so với hôi tràng. Thứ ba, bạch huyết của hậu tràng tạo nên các nang bạch huyết đơn độc.
Trong cái đó ở hồ tràng là các màng bạch huyết, học tràng là các nang bạch huyết đơn độc, trong đó cái đó hồ tràng là các màng bạch huyết. Về vị trí thì các quái học tràng nằm ngang bên trái bụng, các quái hồ tràng thì nằm dọc bên phải và ở dưới của bụng. Như vậy dựa vào những đặc điểm này để chúng ta phân biệt được cái nào là học tràng, cái nào là hồ tràng nhé. Là như vậy về cấu tạo đục non thì các em thấy như vậy, đục non sẽ được cấu tạo gồm năm lớp giống như cấu tạo của hệ thống ống tiêu hóa vậy. Trong đó lớp bên ngoài gọi là lớp thanh mạc, đấy chính là lớp phúc mạc, nó bao phủ toàn bộ, gần như toàn bộ bề mặt của đục non ngoài trừ cái bờ mặt teo ra. Như vậy bờ mặt teo đục non sẽ không có phúc mạc che phủ. Lớp thứ hai là tầm dưới thanh mạc, lớp thứ hai là tầm dưới thanh mạc. Lớp thứ ba là lớp cơ. Lớp cơ đục non này là có hai tầng cơ, trong đó tầng cơ dọc ở bên ngoài, tầng cơ vòng ở bên trong. Lớp thứ tư là lớp dưới niêm mạc, là lớp này, và trong cùng là lớp niêm mạc. Trong cùng là lớp niêm mạc. Thì lớp niêm mạc của đục non này có thể nó có đặc điểm như vậy. Lớp trong cùng của đục non gọi là lớp niêm mạc. Thì người ta thấy rằng trên bề mặt niêm mạc đục non nó có rất nhiều những niệp vòng. Trên bề mặt niêm mạc đục non nó có rất nhiều niệp vòng, nó có khoảng 800 cái niệp vòng như vậy, nó chiếm đến 1/2 đến 2/3 chu vi niêm mạc của ruột. Và trên bề mặt niêm mạc của các niệp vòng, các máu tràng đó, nó có nhiều cái máu tràng. Trên bề mặt niêm mạc thì có nhiều máu tràng, có chức năng hấp thu dưỡng chất, nó có hấp thu dưỡng chất. Bên ngoài là lớp thường bì ruột, bên trong là tổ chức liên kết nhiều mạch máu và các mạch bạch huyết. Đây các anh thấy đây, đây chính là niêm mạc đục non này. Các anh thấy không? Chúng ta có rất nhiều các niệp vòng, là những cái niệp nó chiếm đến 1/2 đến 2/3 chu vi của niêm mạc đục non. Ở đây người ta phóng đại lên. Và trên bề mặt của cái niệp vòng này chúng ta sẽ có các máu tràng. Bên ngoài là thường bì ruột và bên trong là một cái ống dưỡng chất ở bên trong và mạch máu bên trong để có chức năng hấp thu dưỡng chất, tức là hấp thu các chất do quá trình tiêu hóa thức ăn mà vào ra. Như vậy đó là lớp niêm mạc đục non sẽ như vậy. Các loại tầm dưới niêm mạc thì nó chứa nhiều mạch máu và các bảo cấu thần kinh. Lớp cơ thì gồm có hai tầng cơ, tầng cơ vòng dọc ở bên ngoài, tầng cơ vòng ở bên trong. Cái này đục non này sẽ được kéo vào thành bụng sâu bởi một cái mạc gọi là mạc treo đục non. Đục non sẽ được kéo vào thành bụng sâu bởi cái mạc gọi là mạc treo đục non. Mạc treo ruột nó gồm hai lớp phúc mạc chứa mạch máu thần kinh và nó sẽ dính với thành bụng sâu, nơi mà mạc treo là dính vào thành bụng sâu, tức là chỗ này người ta gọi là rễ mạc treo đục non. Nơi mà mạc treo đục non dính vào thành bụng sâu thì gọi là rễ mạc treo. Bơ ruột có mạc treo ruột bám vào thì gọi là bơ mạc treo, và phần này không có khúc mạc che phủ, tức là cái phần này, cái phần mà có mạc treo nó bám vào bơ này người ta gọi là bơ mạc treo, và phần này nơi mạc treo gắn vào thành bụng sâu thì gọi là rễ mạc treo. Ở đây chúng ta có một khái niệm đó là túi thừa hôi tràng, hay còn gọi là túi thừa Metcalf. Đây, túi thừa hôi tràng hay là túi thừa Metcalf này là di tích của ống nội hoàng. Ở chiều dài từ 1 đến 13cm và trung bình của nó khoảng 5 đến 6cm. Túi thừa hôi tràng này nó sẽ gắn vào bơ tự do của hôi tràng. Nó cách góc hôi vánh tràng khoảng 80cm. Nó cách góc hôi vánh tràng khoảng 80cm. Và đây chính là túi thừa hôi tràng. Đấy, di tích của ống nội hoàng. Cái mạch máu cấp máu cho đục non đó là động mạch mạc treo tràng trên. Mạch máu cấp máu cho đục non đó chính là động mạch mạc treo tràng trên. Khi động mạch mạc treo tràng trên là động mạch nó chạy như thế nào? Nó chạy trước phần ngang của tả tràng, nghe thấy không? Đây là một nhánh bên của động mạch trụ bùng, sau đó chạy trước phần ngang tả tràng để đi vào giữa hai lá của mạc treo đục non. Tầng cùng bởi một động mạch gọi là động mạch hôi tràng, cách góc hôi mãn tràng khoảng 80cm. Cách góc hôi mãn tràng khoảng 80cm.
thì động mạch mà kép đằng trên này là động mạch cấp mở, tức là gì? Nó sẽ cấp máu cho các tùy tất cả ruột non và ruột da từ mánh tràng tới gốc kết tràng trái. Nó sẽ cấp máu cho toàn bộ ruột non, cho ruột da, cho tùy. Đối với ruột da thì nó cấp máu cho gốc từ mánh tràng tới gốc kết tràng trái, từ mánh tràng cho tới gốc kết tràng bên trái. Đó. Đây, cái này đấy chính là động mạch mà cái đằng trên này. À, là nhánh bên của động mạch trụ bụng đi xuống phần ngang của tá tràng. Thì động mạch mạc kép đằng trên này nó cho những nhánh gì? Động mạch mạc kép đằng trên nó cho những nhánh gì? Về phía bên trái của động mạch mạc kép đằng trên thì nó sẽ cho các động mạch thỏng tràng và hồi tràng. Về phía bên trái của động mạch thì nó cho các nhánh của hồng tràng, hồi tràng để cấp máu cho hồng tràng và hồi tràng. Về phía bên phải thì nó cho những nhánh đầu tiên, đó là động mạch này, gọi là động mạch tả tùy dưới, để cấp máu cho đầu tùy và tả tràng. Cái này mình đã đề cập đến động mạch tả tùy dưới này. Cái thứ hai là động mạch kết tràng giữa. Đó, động mạch kết tràng giữa. Động mạch kết tràng giữa này cho nhánh nối với động mạch kết tràng trái và động mạch kết tràng phải cấp máu cho kết tràng ngang. Cấp máu cho cái phần kết tràng này người ta gọi là kết tràng ngang. Nhánh thứ ba ở bên phải đó là động mạch kết tràng phải. Động mạch kết tràng phải này đi tới gốc kết tràng phải, cho nhánh đi lên để nối với kết tràng giữa và cho nhánh đi xuống để nối với động mạch hồi kết tràng. Nhánh thứ tư thì đang có ở bên phải đó là động mạch hồi kết tràng. Động mạch hồi kết tràng này nó sẽ cho các nhánh gì? Thứ nhất là động mạch lên nối với động mạch kết tràng phải. Hai là động mạch mãn tràng trước. Thứ ba đó là động mạch mãn tràng sau. Thứ tư đó là động mạch ruột thừa đi xuống để cấp máu cho ruột thừa, chạy theo cái mạc kéo ruột thừa. Và thứ năm đó là động mạch hồi tràng. Đó là động mạch hồi tràng. Như vậy các anh thấy động mạch mạc kéo đằng trên nó sẽ cấp máu cho toàn bộ ruột non này, cho ruột già từ mãn tràng cho tới gốc kết tràng trái và tùy. Và tùy đó là nguồn cấp máu của ruột non sẽ như vậy. Đi kèm với động mạch chúng ta có tĩnh mạch. Khi tĩnh mạch mạc kéo đằng trên nó sẽ kết hợp với tĩnh mạch lách để tạo nên tĩnh mạch cửa. Trên đường đi thì cái tĩnh mạch lách này nó nhận thêm một tĩnh mạch bên dưới này nữa, gọi là tĩnh mạch mạc kéo càng dưới. Tĩnh mạch lách nhận thêm tĩnh mạch mạc kéo càng dưới. Đó là một nó sẽ như vậy. Chúng ta có cái phần tiếp theo của hệ tiêu hóa đó chính là ruột già. Thì ruột già này người ta mô tả đây là đoạn cuối của ống tiêu hóa. Nó có hình chữ U ngược. Cái này không? Nó có hình chữ U và quay ngược lại. Dài khoảng 1,5 đến 2 mét. Phần trên sẽ nối với hồi tràng, có lỗ hồi mãn tràng và có van đầy lại tấn công ở lỗ hậu môn. Từ giữa lên trên thì ruột già nó gồm có những cái phần gì? Thứ nhất là ruột thừa và mãn tràng. Đi lên chúng ta có kết tràng lên, gốc kết tràng phải, kết tràng ngang, gốc kết tràng trái, kết tràng xuống, kết tràng sigma, trực tràng và ống hồ môn. Như vậy đi từ giữa lên trên, từ phải sang trái, ruột da nó gồm rất nhiều những cái phần như vậy. Thì người ta thấy rằng ngoài trừ ruột thừa, trực tràng, ống hồ môn có cấu tạo riêng ra, thì tất cả các phần còn lại của ruột da, có cấu tạo những cái đặc điểm chung để phân biệt được giữa ruột da và ruột non. Để phân biệt được giữa ruột da và ruột non đó là gì? Thứ nhất, chúng ta sẽ có các dải cơ dọc. Tức là lớp cơ dọc ở ruột non khi xuống ruột da thì nó sẽ hồi tụ lại để tạo thành ba cái dải cơ dọc. Đó là dải tự do, dải mạc nối và dải mạc treo. Lớp cơ dọc nó sẽ hồi tụ lại tạo thành ba dải cơ dọc. Đó là dải tự do, dải mạc nối và dải mạc treo. Cái thứ hai,
Ở đồ da này nó có các túi phân kiểm tra, là những cái túi phân ngăn cách nhau bởi những cái đường ngang. Và thứ ba đó là túi thừa mặt nối. Đây là ba đặc điểm để chúng ta phân biệt được giữa ruột già và ruột non dựa vào hình thể bên ngoài. Đặc điểm để phân biệt được giữa ruột già và ruột non dựa vào hình thể bên ngoài. Dựa vào hình thể bên ngoài. Được chưa? Chúng ta đi vào từng phần. Thứ nhất là mảnh tràng. Mảnh tràng là gì? Mảnh tràng là phần ruột già nằm ở phía dưới ván hồi mảnh tràng. Chúng ta có cái ván này này, nó đã gọi chúng ta có cái lỗ này gọi là lỗ hồi mảnh tràng, và được đây là một cái ván gọi là ván hồi mảnh tràng. Như vậy mảnh tràng là phần nằm bên dưới của ván hồi mảnh tràng này, nó nằm ở chỗ nào ở bụng? Nó nằm ở trong hố chỗ phải. Nó nằm ở hố chỗ phải. Mảnh tràng này có dạng hình túi, chiều dài từ 6 đến 7 cm và đường kính khoảng 7 cm. Và đường kính khoảng 7 cm. Đây. Và đổ vào mảnh tràng này chúng ta có hai cái lỗ. Thứ nhất là lỗ hồi mảnh tràng để thông thương giữa hồi tràng và mảnh tràng. Được đây là gần cái ván gọi là ván hồi mảnh tràng. Bên dưới chúng ta có lỗ thứ hai đó là lỗ ruột thừa. À, cũng có ván đây lại. Đó là mảnh tràng. Như vậy cái thể mảnh tràng là phần nằm bên dưới của ván hồi mảnh tràng này, cái phần này là phần có dạng hình chén nằm ở trong hố chỗ phải. Ở mảnh tràng này, ở mặt sau mảnh tràng chúng ta sẽ có một khái niệm gọi là ruột thừa. Ruột thừa là có hình dạng giống như con dúng vậy, các thể cả ruột thừa đấy không, nó là giống như con dúng vậy, có chiều dài từ 3 cho đến 13 cm và nó dính vào mặt sau tấm của mảnh tràng, là nơi gặp nhau của ba dải cơ dọc. Các thể không, đây là nơi hội tụ lại của ba dải cơ dọc. Ruột thừa này nó sẽ hướng xuống dưới và lòng ruột thừa sẽ thông với mảnh tràng bởi một lỗ gọi là lỗ ruột thừa, cái này mình đã đề cập. Và các anh thấy ruột thừa này sẽ được kéo vào đoạn cuối của hồi tràng bởi cái mạc ở đây, người ta gọi là mạc treo ruột thừa, gọi là mạc treo ruột thừa. Khi độ chiếu lên trên thành bụng, khi độ chiếu lên trên thành bụng thì vị trí ruột thừa nó nằm ở chỗ nào? Đây, kéo lấy một đường thẳng từ gáy chậu trực trên tới tận tầng lỗ và điểm nối từ 1/3 ngoài và 2/3 trong, đó là vị trí của ruột thừa khi đổ chiều lên trên thành bụng. Người ta gọi điểm này gọi là điểm mắc bốc này. Chứ mà điểm mắc bốc này là điểm nối giữa 1/3 ngoài và 2/3 trong của đường thẳng nối từ gáy chậu trực trên cho tới tầng lỗ. Và nếu viêm ruột thừa kéo đè vào cái điểm này thì bệnh nhân rất là đau, người ta gọi là điểm mắc bốc này dương tính. Đó là mắc tràn và ruột thừa. Và các thể khăn ruột thừa này nó rất là dày, nhưng khi viêm thì rất dễ vỡ. Lớp khăn mạc của ruột thừa thì dễ bóc tách khi viêm. Còn thứ hai là kết căng lên. Kết căng lên là một đoạn có chiều dài từ 8 đến 15 cm chạy lên ở bên phải của ổ bụng. Chạy lên ở bên phải ổ bụng. Kết căng lên này nó sẽ được dính vào thành bụng sáu bởi mạc dính kết căng lên. Bởi mặt dính kết căng lên. Khi tới mặt tàn của gan thì nó quặt ngược sang trái tạo thành một cái góc gọi là góc kết căng phải, hay còn gọi là góc gan. Góc kết căng phải hay còn gọi là góc gan. Nối tiếp với góc kết căng phải chúng ta có kết căng ngang. Kết căng ngang nối tiếp với góc kết căng phải chạy ngang từ phải sang trái cho tới lắc thì quặt ngược xuống dưới tạo thành một cái góc gọi là góc kết căng trái, hay còn gọi là góc lắc. Kết căng ngang này là sẽ được dính vào thành bụng, xin lỗi, được kéo vào thành bụng sau bởi mạc kéo kết căng ngang. Kết căng ngang sẽ được kéo vào thành bụng sau bởi mạc kéo kết căng ngang. Nối tiếp với kết căng ngang đi xuống, chúng ta có kết căng xuống. Nó chạy ở bên trái của ổ bụng. Chạy ở bên trái ổ bụng. Chiều dài từ 25 đến 30 cm cho tới hố chậu thì liên tục với kết căng xích mang. Kết căng xuống sẽ được dính vào thành bụng sáu bởi mạc dính kết căng xuống. Kết căng xích mang này sẽ nối tiếp với kết căng xuống và chạy vào giữa
liên tục với trực tràng ở ngang mức cột sống cung 3 sẽ nối tiếp với trực tràng ở ngang mức cột sống cung 3. Kết tràng sigma này sẽ được treo vào thành bụng sau bởi mạc treo kết tràng sigma. Như vậy các em thấy ở kết tràng này sẽ có các đoàn cố định và các đoàn di động nằm xen kẽ nhau. Chúng ta sẽ có các đoàn cố định và di động nằm xen kẽ nhau. Trong đó mánh tràng là đoàn cố định, xin lỗi, mánh tràng là đoàn di động. Kết tràng lên là đoàn cố định, kết tràng ngang là đoàn di động, kết tràng xuống là phần cố định. Trong cái đoạn kết tràng xích má là phần di động. Như vậy có các đoàn cố định và các đoàn di động nằm xen kẽ nhau như vậy. Tại các em thấy ở kết tràng ngang sẽ được chỉnh vào thành bụng sáu, kéo thành bụng sáu bởi mặt kéo kết tràng xích má. Người ta gợt đi cho các em thấy. Và bên dưới chúng ta có rễ của mặt kéo kết tràng xích má, rễ mặt kéo kết tràng ngang nằm bên trên. Về cấu tạo ruột da, thì các em thấy ruột da nó sẽ được cấu tạo gồm 5 lớp từ trong ra ngoài. Trong cùng là lớp niêm mạc, nối tiếp đó là lớp dưới niêm mạc, thứ ba đó là lớp cơ, thứ tư là lớp dưới thanh mạc và ngoài cùng là lớp thanh mạc. Đặc biệt lớp thanh mạc là có cả túi thừa mạc nối nó bám vào, có cả túi thừa mạc nối nó bám vào. Thì các em thấy ruột da cũng là một đoàn của ống tiêu hóa, thì nó sẽ có tất cả các lớp của hệ thống ống tiêu hóa. Thì trực tràng là gì? Các em thấy người ta mô tả trực tràng là phần đại tràng nằm bên trong của hổ chầu, nằm ở hổ chầu. Như vậy cái này là trực tràng này, là phần đại tràng nằm ở hổ chầu, có chiều dài khoảng 15 đến 20 cm. Phía sau của nó là xương cùng, đây, phía sau của nó là xương cùng. Phía trước của nó là các tạng sinh dục ở nam và nữ khác nhau. Đối với nam thì phía trước trực tràng là bàng quang, là tuyến tiền liệt và tủy tinh. Nhưng mà đối với nữ, phía trước của trực tràng sẽ là tử cung, là âm đạo. Được chưa? Đó, liên quan phía trước, phía sau. Phần to ở phía trên của trực tràng người ta gọi là bóng trực tràng. Đây. Phần có vị trí của trực tràng thì người ta gọi là bọng trực tràng. Như vậy, cái đó người ta gọi là bọng trực tràng. Yeah. Ống hormone là gì? Ống hormone là một ống. Chúng ta chỉ làm hai khái niệm. Ở đây chỉ đề cập đến ống hormone về phương diện giải phẫu. Nó có chiều dài khoảng 260 m, đi từ lỗ hormone cho tới ngang mức đường lượng. Ống hormone về phương diện giải phẫu có chiều dài khoảng 260 m. Đi từ lỗ hormone cho tới đường lượng. Thì các em thấy đối với trực tràng và ống hormone này nó sẽ có một số đặc điểm cấu tạo riêng so với các đoàn còn lại của ruột da. Đó là gì? Cấu tạo của trực tràng ống hormone nó khác so với cấu tạo còn lại của ruột da. Đó là gì? Thứ nhất, lớp phúc mạc chỉ che phủ ở 2/3 trên của trực tràng và có một phần trực tràng nằm ngoài phúc mạc. Lớp phúc mạc chỉ che phủ ở 2/3 trên của trực tràng và có một phần trực tràng nằm ngoài phúc mạc. Có một phần trực tràng nằm ngoài phúc mạc. Và thứ hai, bá giải cơ dọc cái điện trực tràng thì phân thành lớp cơ dọc ở ngoài. Trong đó, cơ vòng bên trong thì phát triển mạnh ở vùng hậu môn tạo thành cơ thắt trống của hậu môn. Và ở bên ngoài của hậu môn còn có cơ thắt ngoài là một cơ vâng và liên tục với cơ nâng hậu môn. Như vậy ở xung quanh của hậu môn chúng ta có hai hệ thống cơ thắt. Hệ thống cơ thắt trong là cơ trơn và cơ thắt ngoài là cơ vâng. Đặc điểm thứ ba là tầm dưới niêm mạc nó chứa nhiều mạch máu thần kinh tạo thành những đám rối. Trong đó đám rối tĩnh mạch thường giãn gây nên bệnh trĩ. Đám rối tĩnh mạch thường giãn gây nên bệnh trĩ. Và bên trong của trực tràng thì niêm mạc nó vô lên tạo thành ba cái nếp niêm mạc, ba cái nếp ngang trên giữa và dưới. Bên trong trực tràng thì niêm mạc nó vô lên tạo thành ba cái nếp ngang trên giữa và dưới.
Và niêm mạc bên trong ở hậu môn thì được nối tiếp với phần giá của hậu môn ở bên ngoài. Niêm mạc bên trong của hậu môn thì được nối tiếp với phần giá của hậu môn ở bên ngoài. Đây các anh thấy, đây là một cái trực trang ở hậu môn người ta xẻ ra cho các anh thấy. Thì niêm mạc bên trong nó nhô lên tạo thành ba cái trực ngang, trên, giữa và dưới. À, từ ngoài vào trong các anh thấy có các lớp, đó là lớp thanh mạc ở bên ngoài, rồi từ lớp cơ, và đặc biệt lớp cơ ở vùng ống hồ môn rất phát triển tạo thành cơ thắt trong hồ môn. Và bên ngoài cơ thắt trong chúng ta có cơ thắt ngoài hồ môn. Hai cái cơ này nó đồng khác nhau. Cơ thắt trong là cơ trơn, cơ thắt ngoài là cơ vừng. Ở niêm mạc của phần ống hồ môn thì sẽ có cái gì? Cái này ở phần ống hồ môn này thì có những cái cột dọc, người ta gọi là để các cột hồ môn. Có những cái cột dọc người ta gọi là các cột hồ môn. Và các cột hồ môn này, chấn của các cột hồ môn này được nối với nhau bởi những cái ván ở bên dưới, người ta gọi là các ván hồ môn. Các ván hồ môn này sẽ nối với nhau tạo nên đường lược. Và phía trên của ván hồ môn sẽ có những cái xoang, người ta gọi là các xoang hồ môn. Các xoang hồ môn. Và nơi đây nó có các lỗ đồ của các tủy hồ môn, lỗ đồ và các xoang hồ môn này. Đó. Như vậy, đây là cấu tạo của hồ môn, ống hồ môn nó sẽ như vậy. Của trực tràng và ống hồ môn nó sẽ như vậy. Về cái mạch máu, cấp máu cho đục da, thì các anh thấy đục da sẽ được cấp máu bởi hai cái nguồn động mạch. Thứ nhất là động mạch mạc kéo càng trên, và thứ hai là động mạch mạc kéo càng dưới. Như vậy có hai nguồn, động mạch mạc kéo càng trên và động mạch mạc kéo càng dưới. Động mạch mạc kéo càng trên thì chúng ta đã đề cập đến trong phần đục da, không nhắc lại. Ở đây chúng ta chỉ đề cập đến động mạch mạc kéo càng dưới. Thì đây, động mạch mạc kéo càng dưới là một nhánh của động mạch trụ bùng. Là một nhánh của động mạch trụ bùng. Thì từ động mạch mạc kép bên dưới này nó sẽ cho các nhánh để cấp máu cho đoàn con lại của đục da. Đó là gì? Thứ nhất đó là động mạch kết trang trái. Kết trang trái đi về phía góc kết trang trái và cho nhánh nối với động mạch kết trang giữa và động mạch kết trang sigma. Nhánh thứ hai là động mạch kết trang sigma và nhánh thứ ba là động mạch trực trang trên. Như vậy động mạch mạc kéo càng dưới sẽ có ba nhánh, đó là động mạch kết trang trái, động mạch kết trang sigma và động mạch trực trang trên. Ngoài ra trực trang và ống hồ môn còn nhận máu từ hai cái động mạch nữa. Thứ nhất, thứ hai đó là động mạch trực trang giữa, và thứ hai đó là động mạch trực trang dưới. Động mạch trực trang giữa là nhánh của động mạch chậu trong, và động mạch trực trang dưới là nhánh của động mạch thèn trong. Như vậy trực trang ống hồ môn sẽ được cấp máu bởi ba cặp động mạch. Động mạch trực trang trên xuất phát từ động mạch mạc kéo càng dưới. Động mạch trực trang giữa xuất phát từ động mạch chậu trong. Và động mạch trực trang dưới xuất phát từ động mạch thèn trong. Sẽ cấp máu cho đoạn trực trang và ống hồ môn ở bên dưới. Tĩnh mạch thì tương tự như vậy. Tĩnh mạch đi kèm với động mạch mạc kéo càng dưới, chúng ta có tĩnh mạch mạc kéo càng dưới. Sau đó tĩnh mạch mạc kéo càng dưới này đổ vào tĩnh mạch lách. Tĩnh mạch lách sẽ hợp với tĩnh mạch mạc kéo càng trên để đào đến tĩnh mạch cửa. Và tĩnh mạch cửa này sẽ đi vào gan. Đó. Như vậy đó là giải phẫu của cái phần hệ tiêu hóa sẽ như vậy. Gồm có các cơ quan từ ổ miệng, hầu, thực quản, dạ dày, thực non, thực da và các cấu trúc nằm trên đường đi của hệ tiêu hóa. Bao gồm cái gì? Bao gồm các tuyến nước bọt, gan, đường tụy. Có chức năng gì? Nó tiết ra các dịch tiêu hóa và đổ vào để hệ thống ống tiêu hóa để góp phần vào việc tiêu hóa và hấp thu thức ăn. Đó, như vậy đó là giải phẫu, toàn bộ giải phẫu của hệ tiêu hóa của các em. Các em có thắc mắc gì không?